Chào mừng các bạn nghe chuyện tại chuyện hay.com. Nếu thích thì cho mình xin một đăng ký kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Châu chi mạnh nhất Son Gohan Convert. Chương 181 Nam Nhi không dễ rơi lệ. Thế nào, còn muốn làm vùng vẫy dẫy chết sao? Black Goku khóe miệng thật cao nâng lên, chứa đựng uy nghiêm cười, hướng về phía dưới trăng cùng Son Gohan đám người, lạnh lùng nói. Thích thích, cái này đáng ghét ra hỏa. Tương lai Son Gohan ăn mặc màu da cam quần áo luyện công, sau lưng một cái to lớn cơm chữ. Thân thể dị thường cường tráng, cắn răng nhìn bầu trời Black Goku, nắm tay chắc chẽ nắm lên tới. Người này, khi mới xuất hiện sau khi, chính mình rõ ràng liền có thể áp chế hoàn toàn hắn. Chính là người này, giống như là quái vật, căn bản thì không giết chết được, mà còn mỗi một lần bị thương này khôi phục sau đó, thực lực đều sẽ có chất biến hóa. Chỉ là mấy tháng thực lực, không chỉ có hoàn toàn đánh bại chính mình, mà còn sở hữu Z chiến sĩ lực tổng hợp, đều không làm gì được cho hắn. Làm sao bây giờ Gohan, chúng ta căn bản là không thể nào là người này đối thủ. Piccolo trầm mặt, rõ ràng là trải qua mới vừa rồi chiến đấu, khí tức có chút héo rũ. Vegeta bọn người là đem ánh mắt nhìn về phía Son Gohan. Hiển nhiên, Son Gohan lúc này đã là tinh thần bọn họ lãnh tụ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Son Gohan cũng là cái chán chảy mồ hôi, lo âu chau mày. Rốt cuộc nên làm cái gì, hắn hiện tại cũng không biết. Vốn là suy nghĩ hướng đi qua nhờ giúp đỡ, chính là mấy thời gian nhiên liệu không đủ, mà còn, hắn hiện tại đã biến thành Super Saiyan 3. 520, dù vậy, cũng hoàn toàn không phải Black Goku đối thủ. Chắc hẳn bên kia ba ba cùng mình mạnh hơn nữa. Chắc cũng là thắng không hắn. Thế nào, là đang thương lượng người nào chết trước sao? Không cần phải gấp, mỗi người đều đến phiên. Black Goku gian ác cười, quanh thân bắt đầu dâng lên một tầng màu tím đen khí tức. Thanh âm âm u mà bình thản. Đáng ghét, Vegeta nắm tay chắt chẽ bóp một cái. Thấy gương mặt này, liền sẽ không khỏi giận. Mà còn nhất khí là, chính mình căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Ta đường đường Vegeta hoàng tử. Làm sao có thể sẽ thua bởi ký sinh tại Kakalo trong thân thể loại này quỷ đồ vật. Ha, Vegeta thân hình dung một cái, một cổ màu vàng kim khí diễm bay lên, toàn thân thiểm điện đùng đùng vang dội. Rõ ràng là biến thành Super Saiyan 2. Dưới chân một dẫm mặt đất, thân thể bạo nhảy dựng lên, đôi trong lòng bàn tay nặn ra vô số năng lượng cầu. Không muốn, Vegeta thúc thúc. Ba ba, Son Gohan cùng Trăng muốn ngăn cản. Chính là đã không có cơ hội. Lộc cộc đát, cơ hồ là trong nháy mắt, Vegeta chính là Saiyan, đánh ra mười mấy lần năng lượng cầu. Rầm rầm rầm, năng lượng cầu từ Black Goku quanh thân muốn nổ tung lên, trận trận nổ mạnh khiến cho khói súng nổi lên bốn phía. Không thấy rõ bên trong Black Goku là tình huống gì. Đánh, đánh chúng, Krillin bóp nắm quả đấm, nhìn thấy Black Goku căn bản cũng không có trốn. Kích động lên tiếng. Chỉ bất quá quay đầu chính là nhìn thấy Son Gohan đám người trầm trọng ánh mắt. Black Goku nếu như dễ dàng như vậy bị đánh bại, địa cầu cũng không khả năng bị hắn hủy thành bộ dáng như vậy. Quả nhiên, kia trong khói súng, đột nhiên lướt đi tới một đạo thân ảnh màu đen. Dắt lấy khói súng cuồn cuộn, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vegeta trước mặt. Super Saiyan 2 Vegeta, cơ hồ ngay cả phản ứng cơ hồ cũng không có. Một viên năng lượng màu đen cầu cũng đã để tại bộ ngực mình. Oanh, năng lượng màu đen cầu tại Vegeta nơi ngực nổ tung, mà thân thể của hắn cũng là thẳng tắp nện vào mặt đất. Xoát, Vegeta trong nháy mắt biến thành trạng thái bình thường, ngũ quan bởi vì đau đớn kịch liệt bóp méo chung một chỗ. Nơi ngực, nổ ra một cái nước sơn lỗ thủng đen. Hiện ra đến khác thường âm xâm kinh khủng. Ba ba, Vegeta thúc thúc. Trăng cùng Son Gohan chạy mau đến Vegeta bên người. Chỉ là một kích, đã khiến Vegeta thoi thóp. Còn có một viên cuối cùng tiên đậu. Son Gohan xem trong tay túi. Cắn cắn răng, nhét vào Vegeta trong miệng. Gohan đại ca, Trăng cảm kích nhìn Son Gohan. Viên này tiên đậu rõ ràng Son Gohan giữ lại chỗ dùng lớn hơn. Giống vậy cảnh tượng, vậy mà xảy ra hai lần. Trên một lần, Gohan đại ca liền đem cuối cùng tiên đậu cho mình. Mà cái này một lần. Đáng ghét, vì cái gì ta sẽ như vậy yếu, một chút vội vàng đều không giúp được. Trăng đập chạm đất mặt, tuyệt vọng, bất lực, lần hai từ đáy lòng lan tràn ra.
So Android số 17 cùng số 18, càng để cho người tuyệt vọng. Ồ, tiên đậu sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi còn có bao nhiêu loại vật này, như vậy cái kế tiếp, là ai đây? Là ngươi, vẫn là ngươi. Black Goku không chút nào bởi vì Vegeta khôi phục mà cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tước đoạt Son Goku thân thể sau đó, dĩ nhiên là đạt được hắn ký ức. Tiên đậu loại vật này, tự nhiên biết. Ánh mắt từ Son Gohan đám người trên mặt từng cái đảo qua, hài hước hỏi. Với hắn mà nói, đây chỉ là một chàng mèo vờn chuột trò chơi mà thôi. Bất kể chuột nhảy thế nào đát, tóm lại là không trốn thoát bị giết số mệnh. Mà vào lúc này, Bulma đột nhiên hướng bên này chạy tới. Gohan, Trăng, máy thời gian nhiên liệu ta đã chế tạo ra. Bulma ngừng ở mọi người giữa, hướng về phía hai người nói. Quá, quá tốt. Chỉ cần Gohan bọn họ đi tới, nhất định có thể đánh bại Black Goku. Trăng nhìn Bulma trong tay, kích động lên tiếng. Giống như là yên tĩnh trong đêm tối, đột nhiên bắn vào một bó hy vọng ánh dạng đông. Chỉ bất quá Son Gohan chân mày, chính là không có giãn ra. Hắn quả thật rất mạnh, nhưng là, thật có thể đối phó cái này quái vật sao? Son Gohan lạnh lùng ánh mắt, nhìn Black Goku. Hy vọng, có thể chứ, giống... Chuẩn bị đi trợ thủ sao? Các ngươi thật là quá ngây thơ. Black Goku cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất. Mà cùng thời khắc đó, Son Gohan cũng là thân thể lóe lên đi. Xoát, trong nháy mắt biến thành Super Saiyan 3. Ngăn ở Black Goku trước người. Trăng, đi mau, Vegeta, các ngươi cũng đều trốn. Son Gohan lạnh lùng hướng về phía Trăng kêu một câu. Hừ, muốn đi, thật là nói vớ vẩn. Black Goku âm u cười một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một viên kinh khủng năng lượng màu đen cầu, hướng Trăng đám người đánh tới. Chỉ thấy Son Gohan thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại Trăng đám người trước mặt. Đem năng lượng màu đen cầu đánh bay ra ngoài. Đối thủ của ngươi, là ta. Super Saiyan 3 Son Gohan, nhìn qua sắc mặt dị thường lạnh lùng. Thật cao lông mi cốt, thon dài trong con ngươi lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Gohan đại ca. Chịu đựng, ta nhất định sẽ đem cố mau trở lại. Trăng trong mắt chứa đựng nước mắt, nhìn Son Gohan thân ảnh. Nước mắt nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới tỉnh thâm nơi. Chương 181, dò xét Son Gohan thực lực. Khoảng cách thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ thi đấu đi qua cũng có thời gian nửa tháng. Thắng thi đấu, đạt được siêu cấp Long Châu, còn như Mirrors cho phép nguyện vọng gì, hắn cũng không muốn đi biết. Bởi vì chính mình tham gia thi đấu mục đích đã đạt tới. Khoảng thời gian này Son Gohan vẫn tương đối thanh nhàn. Hắn muốn hảo hảo củng cố mình một chút Super Saiyan 4 trạng thái. Thuận tiện, đem Super Saiyan God cùng Super Saiyan 4 hoàn mỹ dung hợp tương đương lên. Mặc dù chỉ là thời gian nửa tháng, bất quá tiến triển, cũng là không sai. Son Goku cùng Vegeta hai người, tại đem Son Gohan đám người đưa tới địa cầu sau đó. Liền là theo chân Whis đi thần hủy diệt điện, là Zeno trong miệng lực lượng đại hội, tích cực tu gạch dưới luyện. Tính một chút tháng ngày, Trăng chắc mau tới đi. Không biết bên kia tình huống hiện tại thế nào. Son Gohan tựa ở bên hàng rào duyên, nhìn bầu trời, thì thào nhỏ nhẹ. Hôm nay Bulma trong nhà tại mở party, số 18 cùng vai đồ đều đến, hắn tự nhiên cũng đi theo tới. Thời gian tu luyện quá lâu, cũng muốn hơi buông lỏng một chút thân thể của mình. Làm sao rồi, một cái người tại lẩm bẩm cái gì chứ? Số 18 nhìn Son Gohan một cái người đang ngẩn người, đụng lên đi kéo Son Gohan cánh tay hỏi. Ta phỏng chừng cái này một hai ngày lại phải rời khỏi một đoạn thời gian. Son Gohan quay đầu, bóp bóp số 18 trơn mềm gương mặt, cười cười, nói. Trong nhà có ta cùng vai đồ, số 18 cũng là tia không ngạc nhiên chút nào, không để lại dấu vết trả lời. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm lại càng lớn. Nàng biết, ngươi thật là hiểu chuyện khiến ta có lúc không đất dung thân. Son Gohan cười cười, nắm ở số 18 bả vai. Số 18 đúng là phi thường biết chính mình, giúp đỡ chính mình. Không có cách nào, ai bảo ta than thượng ngươi đây. Số 18 híp híp mắt, cười cười. Lười biếng ánh nắng rải ở trên mặt, đặc biệt mỹ. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời không gian đột nhiên có chút vặn vẹo. Sau đó, trong nháy mắt gió bão mãnh liệt, một nói ánh sáng màu trắng xuất hiện ở bầu trời. Mà ánh sáng màu trắng bên trong,
chính là một chiếc máy thời gian. Trăng, Son Gohan cũng cảm giác được trăng khí, chỉ có một mình hắn khí. Không biết cái kia thời không những người khác hiện tại thế nào. Mà lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều là bị mới vừa rồi đại động tác hấp dẫn tới. Máy thời gian chậm rãi rơi trên mặt đất, thương khố đỉnh mở ra, một cái đẹp trai thiếu niên đi ra. Sau lưng đeo một cây kiếm, bất quá lúc này đẹp trai trên mặt có nhiều chút bẩn thỉu, y phục trên người cũng là rách rách dưới dưới. Một bộ dáng vẻ chật vật, đặc biệt, Trăng, Bulma dẫn đầu gọi ra. Mẹ, Trăng hướng Bulma đi tới. Trăng, nhìn ngươi dáng vẻ, là tương lai xảy ra chuyện gì sao? Piccolo đám người xông tới, hỏi. Xem này tấm bộ dáng chật vật, nhất định là lại gặp phải khó có thể ứng phó đối thủ. Ân, Trăng nặng nề gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía tựa ở lan can Son Gohan. Trăng xuất hiện, cũng để cho mọi người không có hứng thú gì mở cái gì party. Chấm chấm chấm, Trăng đem tất cả mọi chuyện trọng đầu nói một lần. Cái gì, lớn lên cùng Goku một dạng, trừ Son Gohan ở ngoài tất cả mọi người đều là khiếp sợ há mồm ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, tương lai Son Goku trở nên xấu? Cho nên, Gohan, ta hy vọng ngươi có thể đủ lần hai giúp chúng ta một tay. Trăng hướng về phía Son Gohan nặng nề cúc cái cung, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Yên tâm đi, ta sẽ tùy ngươi đi, cái tên kia, ta cũng muốn hảo hảo chiếu cố hắn. Son Gohan dương dương khóe miệng, hợp thể sau Zamasu, quả thật thật lợi hại, không biết hiện tại tại chính mình so ra. Người nào sẽ càng hơn một bậc đây? Bất quá, cái tên kia, thật rất lợi hại, cho dù là Gohan đại ca biến thành Super Saiyan 3, cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên, ta muốn thử một chút thực lực ngươi. Trăng ngẩng đầu lên, hắn không phải là không tin tưởng Son Gohan thực lực, mà là Black Goku tên kia thật sự là quá mức cường đại. Có thể, Son Gohan gật đầu một cái, đáp ứng cầu mong, chấm chấm chấm. Son Gohan cùng Trăng đi tới một nơi trống trải địa phương. Trăng, biến thành ngươi mạnh nhất hình thái. Son Gohan nhìn Trăng nói. Thời gian 7 năm, không biết Trăng thực lực tiến bộ như thế nào. Trăng gật đầu một cái. Nha, ha, Trăng nhất vận khí, chính là trực tiếp biến thành Super Saiyan 2. Son Gohan cảm giác Trăng khí, hẳn là đã đạt tới Super Saiyan 2 trạng thái tột cùng. Thời gian 7 năm. Hắn có thể đủ đạt tới mức này, kỳ thực đã coi như là khá vô cùng. Chấm 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 chấm. Cầu hoa tươi, Gohan, ngươi không có ý định biến thân sao? Trăng kinh ngạc nhìn vẻ mặt nụ cười Son Gohan. Chính mình biến thành Super Saiyan 2, chẳng lẽ hắn là chuẩn bị dùng trạng thái bình thường cùng chính mình đánh sao? Không cần, ngươi cứ việc đem hết toàn lực công kích là được. Son Gohan nghiêm mặt, hướng về phía Trăng nói. Tốt, ta đây mà đắc tội. Nhìn tự tin như vậy Son Gohan, Trăng cũng là trở nên nghiêm túc, một cái rút ra sau lưng dũng giả kiếm. Thân thể nhảy lên một cái, sử dụng ra toàn bộ khí lực, hướng Son Gohan vỗ xuống. Chỉ thấy Son Gohan hoàn toàn không hề bị lay động, ngay tại dũng giả kiếm xuất hiện ở đỉnh đầu của mình thời điểm. Son Gohan đột nhiên ra tay, bắt lại dũng giả kiếm. Cho dù là Trăng dùng lực như thế nào, chính là khó đi nữa hạ xuống nửa phần. Chấm 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 chấm. Được, thật là khủng khiếp. Trăng kinh hãi nhìn Son Gohan. Vậy mà tại trạng thái bình thường dưới tiếp được chính mình một kích mạnh nhất. Hơn nữa còn là tay không tiếp dao găm. Quá, quá lợi hại. Nói không chừng Gohan thật có thể đánh bại cái tên kia. Trăng thu khí, khôi phục trạng thái bình thường. Trong mắt hy vọng tinh quang tại nhảy động. Trăng, người rất muốn biết ta toàn lực đi. Son Gohan kiều kiều khóe miệng, nhìn Trăng hỏi. Ân ân, Trăng chờ mong gật đầu một cái. Có thể tay không tiếp được chính mình mạnh nhất công kích, hắn quả thật rất muốn biết hiện tại Son Gohan, rốt cuộc đạt tới dạng gì trình độ. Vậy ngươi xem tốt, Son Gohan thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nha, ha, kèm theo một trận gầm nhẹ, Son Gohan thảo mái tóc màu xanh lục dựng đứng lên. Quanh thân che lấp một tầng lãnh đạm ánh sáng màu xanh biếc. Chung quanh nhiệt độ cuối cùng vào giờ khắc này, nhanh chóng lên cao. Trong truyền thuyết Super Saiyan 2, Trăng kinh ngạc nhìn Son Gohan. Không đúng, không phải đơn giản trong truyền thuyết Super Saiyan 2, hoàn toàn không cảm giác được Gohan khí. Chính là, này cổ không lời nào có thể diễn tả được uy áp,
vậy mà làm cho mình hoàn toàn không đề được khí lực. Trang kinh hoàng cùng kích động xen lẫn, nhìn trước mắt Son Gohan. Gohan hắn rốt cuộc là đạt tới dạng gì cảnh giới? Là cái này, trong truyền thuyết Super Saiyan God. Son Gohan nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong, nhàn nhạt lên tiếng nói. Cái gì, trong truyền thuyết Super Saiyan, thần, chương 182, Black Goku, vẫn là Zamasu, Super Saiyan God, trăng mặt đầy mờ mịt, chính mình căn bản là hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Hắn vẫn cho là, Gohan đại ca Super Saiyan 3 đã là Saiyan cực hạn. Không nghĩ tới Super Saiyan lại có thể đạt tới thần cảnh giới. Hoàn toàn siêu ra chính mình tưởng tượng. Không nên kinh ngạc, đây cũng không phải là hắn toàn lực. Cái này cái thời điểm, Piccolo cùng số 18 Bulma mấy người cũng là đi tới. Piccolo trên mặt mang theo tự hào cười, nói. Chuyện này, cái này, cũng không phải Gohan toàn lực. Chẳng cảm giác mình biểu tình căn bản là không đủ dùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được. Vượt qua Super Saiyan God phía trên, lại sẽ là dạng gì cảnh giới. Bất quá, có một chút có thể xác định là, bọn họ thời không, khả năng có thể cứu chữa. Gohan, chúng ta lúc nào có thể lên đường? Lẻ một không, trăng trong mắt chứa vẻ kích động, nhìn Son Gohan vội vàng hỏi. Hắn dĩ nhiên là suy nghĩ càng nhanh càng tốt, dù sao ở bên này nhiều trễ nãi một hồi, Gohan đại ca cùng ba ba bọn họ liền nhiều một phần nguy hiểm. Như vậy đi, ngươi chờ ta một hồi, chúng ta lập tức lên đường. Son Gohan hướng về phía trăng nói một câu sau đó, chính là nhẹ một chút thoáng cái mi tâm. Tiên đậu, Dragon Ball thế giới Bắc, ở nhà du lịch, ra ngoài cần thiết. Lời nói thật lâu đều chưa từng đi thần mèo Karin bên kia cầm lấy tiên đậu, chắc hẳn hắn trồng ra không ít đi. Ô, thần mèo Karin, Yajirop, Son Gohan đến một cái tháp Karin. Chính là thấy hai người tại chơi một cái nhược trí trò chơi. Còn chơi không còn biết trời đâu đất đâu, cũng không có muốn để ý Son Gohan ý tứ. Tiên đậu tại trong lon, toàn bộ đem đi đi. Thần mèo Karin hướng về phía Son Gohan lười biếng nói một câu. Người này tới tháp Karin ba lần, tất cả đều là tới bắt tiên đậu. Lần này mục đích, cái mông nghĩ nghĩ cũng biết. Hắc hắc, thanh, Son Gohan xấu hổ cười cười. Sau đó cầm lên lon. Đầu ngón tay một chút mi tâm, lần nữa biến mất. Siêu, chỉ là một phút thời gian, Son Gohan liền dẫn tiên đậu trở về chỗ cũ. Việc này không nên chậm trễ, chăng chúng ta đi thôi. Son Gohan xoay người, có lấy xấu hổ nhìn số 18 cùng vai đồ. Đi đi, phải cẩn thận, số 18 điểm Son Gohan nặng nề gật đầu một cái, nói. Đồ lưu manh, người nếu là dám bị thương trở lại. Liền vĩnh viễn đừng nghĩ ăn, bữa ăn khuya. Vai đồ bá khi hướng về phía Son Gohan nói. Cầm thảo, sớm chưa tối cơm đều có thể không ăn. Chính là đêm này tiêu không ăn, quả thực không khống chế được gửi mấy nha. Son Gohan không thể làm gì khác hơn là vội vàng gật đầu, liên tục đáp ứng. Sở hữu có liên quan bữa ăn khuya sự tình, đó cũng đều là việc lớn. Chẳng đám người mặt đầy mộng bức nhìn biểu tình vi diệu hai người. Không cật giả tiêu. Có trọng yếu như vậy sao? Còn là nói vai đồ nhà bữa ăn khuya ăn cực kỳ ngon. Chấm chấm chấm, Bulma, chắc hẳn ta cùng Trăng sau khi rời khỏi, Whis bọn họ khẳng định sẽ tới địa cầu tra hỏi một phen, đến lúc đó ngươi chỉ để ý đem tình huống thực tế nói ra, lại nghĩ biện pháp không để lại dấu vết chỉ dẫn bọn họ đi đệ thập vũ trụ. Son Gohan hướng về phía Bulma nghiêm túc nói, mấy thời gian xuất hiện, Whis bọn họ nhất định có thể đủ nhận ra được. Nhất định sẽ đến dò xét một phen. Cho dù là ăn một bữa thỏa thích, cũng tuyệt đối sẽ đến. Thay đổi thời không vốn chính là không được phép. Ngoặc kép, còn nữa, nếu như ta không có đoán sai nói, xeo chiếc kia máy thời gian còn ở chỗ của ngươi, ba ba của ta cùng Vegeta nếu là muốn đến, liền gọi bọn hắn ngồi cái kia tới, còn như nhiên liệu cùng thế nào thuyết phục Whis Mirrors vấn đề, ta nghĩ ngươi nên có biện pháp. Đem mọi chuyện an bài không sai biệt lắm thời điểm. Son Gohan đi theo trăng ngồi lên máy thời gian, biến mất. Chấm chấm chấm, mà ở trong vũ trụ, Whis chính mang theo Beerus, Son Goku cùng Vegeta ba người, hết tốc lực chạy tới địa cầu. Whis, người quả thật nghịch chuyển thời không người là trên địa cầu sao? Beerus một tay dán vào Whis sau lưng, híp mắt lại, lạnh lùng hỏi. Là, chính là trên địa cầu. Whis vô cùng xác định gật đầu một cái.
chỉ là sau lưng Son Goku cùng Vegeta hai người, chân mày không để lại dấu vết mặt nhăn. Trong đầu đã xuất hiện đạo kia quen thuộc bóng lưng, Trăng, .. mà lúc này đây, Trăng đã cùng Son Gohan đi tới tương lai thời không. Tình huống thật giống như so sánh với một lần còn nghiêm trọng hơn a. Son Gohan nhìn một chút đã bị phá hoại nơi nơi bừa bãi địa cầu, chân mày không khỏi mặt nhăn. Lần này phá hoại so với lần trước Android số 17 cùng số 18 tạo thành phá hoại, có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Đi thôi, ta đã cảm nhận được bọn họ khí. Son Gohan hơi một cảm giác, liền biết tương lai Son Gohan cùng Black Goku khí tức. Rất vui mừng là, tương lai Son Gohan khí mặc dù rất yếu ớt, nhưng may mắn thay còn có thể cảm nhận được. Tay phải khoác lên Trăng trên vai, tay trái nhẹ một chút mi tâm, chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Siêu, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xe gió vang lên, Son Gohan cùng Trăng đã xuất hiện ở Black Goku trước mặt. Chỉ thấy lúc này Son Gohan quỳ một chân trên đất, cái trán mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Mà còn đã bởi vì thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, mà biến thành trở về trạng thái bình thường. Đột nhiên nghe được tiếng kia rất nhỏ tiếng xé gió, nhíu mày chậm rãi thư giãn mở ra. Ngẩng đầu một cái, chính là thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đặc biệt, Trăng, tương lai Son Gohan có chút kích động gọi ra. Sau đó đưa mắt về phía Son Gohan. 7 năm không thấy, người này tựa hồ là so lúc trước càng cường. Chính mình vậy mà hoàn toàn không cảm giác được hắn khí. Mà còn, hắn cái đuôi, lúc nào mọc ra, là Gohan, Trăng, thành công, mà một mực tránh tại nơi xa xa phế tích trong Vegeta Piccolo đám người, chính là kích động nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc. Mặc dù so sánh lại 7 năm trước càng khôi ngô, khí tức cũng càng thêm sâu không lường được, nhưng là vẫn liếc mắt liền nhận ra. Trăng, đỡ hắn đi ra sau nghỉ ngơi đi. Tiếp đó, giao cho ta liền có thể. Son Gohan ghé mắt hướng về phía Trăng nói một câu, sau đó đem bên hông tiên đậu giao cho Trăng. Không, bốn, là, Trăng cung kính gật đầu một cái. Son Gohan thực lực hắn đã từng gặp qua, cuộc chiến đấu này, nhóm người mình đoán chừng là đã không cách nào nhúng tay. Chỉ có thể làm một đám cuồng soát 666 cá mặn. Vậy thì làm phiền ngươi. Tương lai Son Gohan cũng là bất đắc dĩ cười. Tại Trăng nâng đỡ, đi tới sau lưng phế tích bên cạnh. Mà Black Goku ánh mắt, tại Son Gohan xuất hiện trong nháy mắt đó, bắt đầu từ chưa rời đi Son Gohan. Ngũ quan bởi vì căm phẫn mà thật chặt bóp méo chung một chỗ. Bởi vì Son Gohan trên người, có một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Thần khí tức, một nhân loại, một cái hèn mọn hạ tiện, ngẫm lại cũng để cho người nôn mửa phàm nhân, vậy mà đạt được thần khí tức. Đây đối với thần mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chương 183, thần, không chịu được như vậy một kích, mà loại này vô cùng nhục nhã, phải dùng tên nhân loại này máu tươi, mới có thể tẩy. Ô, Yamasu, ngươi thật giống như xem ta rất khó chịu dáng vẻ. Son Gohan thân thể chậm rãi thăng lên, cùng Black Goku trở xuống toàn bộ xương Yamasu, ngang hàng. Khóe miệng mang theo hài hước tươi cười. Nhìn về phía khoác Son Goku thân thể Yamasu. Cái gì? Yamasu kinh hãi, người này làm sao biết thân phận của mình? Hắn thân thể của mình rõ ràng liền không có ra mặt, hết thảy phá hoại hành động, đều là bọn hắn trong miệng hắc ám người Black Goku làm. Bất quá tính, biết thì biết đi, một người chết mà thôi. Hừ, một cái đệ tiện phàm nhân, vậy mà có thần khí tức, ngươi và Son Goku cái tên kia, giống vậy khiến người khó chịu. Yamasu khóe miệng hơi trầm xuống, trong mắt sát ý vội hiện. Nhất định phải hoàn toàn mất đi cái này ô nhục thần gia hỏa, mới có thể thủ hộ cái thế giới này chính nghĩa. Cái này đã nổi giận à nha. Khó chịu sao, ta liền thích nhìn ngươi loại này không ưa ta, lại đánh không lại ta biểu tình. 31, Son Gohan hai tay ôm ở trước ngực, hài hước mở miệng. Ha ha ha, không đánh lại ngươi, phàm nhân luôn là như vậy không biết gì, ngu muội. Luôn là sẽ dùng lừa mình dối người cách thức đi tê giải chính mình. Đây cũng là khiến cho cái thế giới này như thế bẩn thỉu có tới. Yamasu hai tay mở ra, cực kỳ khinh bỉ nhìn Son Gohan, tiếng cười còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy Son Gohan thân thể trực tiếp lướt ầm ầm ra. Yamasu ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp, liền trực tiếp bị Son Gohan hướng thao thao bất tuyệt miệng một quyền đánh bay ra ngoài.
Mới vừa rồi còn đắm chìm trong chính mình tốt đẹp thế giới Yamasu, bị cái này triệt để một quyền, đánh mộng, đồng thời cũng đánh tỉnh lại. Trên mặt phủ đầy biểu tình kinh ngạc, một cái đê tiện phàm nhân, làm sao có thể sẽ giữ có cường đại như thế lực lượng. Chuyện này, làm sao có thể, không đợi Yamasu thân thể rơi xuống, Son Gohan thân thể liền là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, một cước đá ra. Oanh! Yamasu thân thể nặng nề đem mặt đất đập ra một cái hố to. Son Gohan xuất hiện lần nữa tại Yamasu trên người, một cước giẫm đạp tại Yamasu ngực. Khóe miệng vén lên một vòng tà mị độ cong. Thần, cũng không phải như con chó bị ta giẫm đạp trên mặt đất. Son Gohan hài hước nhìn mặt đầy căm phẫn Yamasu, lần hai vung quyền, nặng nề hướng Yamasu trên mặt đập xuống. Oanh, mặt đất rung một cái oanh động. Son Gohan quyền dưới hố to lại là mở rộng mấy phần. Bất quá nhưng không thấy Yamasu thân thể. Đạt được Son Goku thân thể, người này đồng thời cũng có thuấn gian di động năng lực sao? Xem ra chính mình đến thay đổi cái này thời không quỹ tích, nhưng là Yamasu chỗ đến thời không hết thảy cũng không có thay đổi. Xấu xí nhân loại, cũng là bởi vì các ngươi tồn tại, ô nhục cái này mỹ lệ thế giới, cho nên nhân loại không kế hoạch. Hiện tại chính thức khởi động đi. Nha, ha, kèm theo trận trận gầm nhẹ, Yamasu lại là trực tiếp biến thành Super Saiyan Rose. Từng đạo ám tử sắc khí tức phóng lên cao. Toàn bộ địa cầu trong nháy mắt tràn ngập trên một tầng chói mắt màu tím. Dùng các ngươi lời nói, Super Saiyan Rose. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết, phản kháng thần ý đồ, là ngu xuẩn dường nào hành vi. Yamasu bóp nắm quả đấm. Tựa hồ là đối với thực lực mình phi thường tự tin. Khóe miệng thật cao nâng lên. Sao, làm sao có thể, siêu, Super Saiyan Rose, trăng chờ tất cả mọi người, nhìn sau khi biến thân Black Goku, thân thể không bị khống chế run rẩy. Người này, làm sao có thể giữ có kinh khủng như vậy thực lực. Cho tới bây giờ cũng không có thấy hắn thay đổi qua loại trạng thái này. Super Saiyan 3 Son Gohan, ở trước mặt hắn cơ hồ không có sức đánh trả. Mà bây giờ hắn hình thái, hoàn toàn là vượt qua trạng thái bình thường gấp trăm ngàn lần. Xong, lần này địa cầu khả năng thật không có cứu. Krillin tiên xin han đám người, nhìn Black Goku hình thái, tuyệt vọng đã vô hạn lan tràn. Chờ đã, có lẽ, còn không có bết bát như vậy. Tương lai Son Gohan ánh mắt sắc bén nhìn Black Goku đối diện Son Gohan. Cái tên kia biểu tình, tựa hồ cũng không có bởi vì Black Goku biến thân mà có sợ hãi. Mà còn, khóe miệng vẫn là treo hài hước độ cong. Như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ hắn thật có thể đối kháng Super Saiyan Rose thực lực sao? Son Gohan biểu tình không có chút ba động nào. Nhìn trước mắt nhan sắc rực rỡ tươi đẹp Yamasu. Super Saiyan Rose, quả thật rất mạnh, thậm chí mạnh hơn Super Saiyan Vegeta cùng Son Goku. Bất quá, đối với hắn, có thể không có bao nhiêu uy hiếp. Cả ngày lẫn đêm đem thần treo ở bên mép, hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch, trong miệng ngươi thần, rốt cuộc có bao nhiêu yếu. Son Gohan cười nhạt, sau đó ánh mắt đông lại một cái, hai quả đấm nắm chặt. Một cổ minh mông thảo năng lượng màu xanh lục, trong nháy mắt chọc tan bầu trời, Son Gohan tóc trong nháy mắt biến thành màu xanh lá mạ, dựng đứng lên. Mà quanh thân vây quanh màu xanh lá mạ khí tuyền, cũng không có giống Yamasu một dạng lộ ra ngoài. Mấy hút sau đó, toàn bộ tiến vào Son Gohan trong cơ thể. Trong truyền thuyết Super Saiyan 2, Piccolo Vegeta đám người đồng thời mở miệng. Không đúng, cũng không phải đơn giản như vậy. Tương lai Son Gohan chìm khuôn mặt, mặc dù hắn hình thái cùng truyền thuyết Super Saiyan 2 giống vô cùng. Nhưng là, khí tức không có chút nào lộ ra ngoài, hoàn toàn không cảm giác được hắn khí. Mà còn, kia cổ uy áp mạnh mẽ. Khiến hắn cảm giác vô cùng một ngạt 277. Trong truyền thuyết, Super Saiyan God, trăng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Son Gohan, lẩm bẩm ngữ khí, bật thốt lên. Cái gì, trong truyền thuyết Super Saiyan, thần, mọi người kinh ngạc nhìn một chút trăng, sau đó đưa mắt về phía Son Gohan. Tựa hồ, thật cùng trong truyền thuyết Super Saiyan 2 không giống nhau. Mới vừa rồi còn đắc ý đến nhận việc điểm vong hình Yamasu, thấy Son Gohan biến thân sau đó, ánh mắt lần hai trầm xuống. Người này, cho mình phi thường cảm giác không thoải mái thấy. Chuẩn bị xong bị đòn sao? Thần, Son Gohan khóe miệng hơi hơi dương lên, thân thể vô hình biến mất.
Cái gì? Yamasu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một nhân loại tốc độ, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Son Gohan một quyền đánh ra, đập ầm ầm tại Yamasu gò má. Yamasu thân thể không bị khống chế nện vào trong phế tích. Không có thể tha thứ. Một cái đê tiện nhân loại, lại dám đối chí cao vô thượng thần ra tay. Oanh, chỉ thấy phế tích nơi bắn xuất ra đạo đạo màu tím ánh sáng. Yamasu chung quanh phế tích trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Mà lúc này Yamasu, ám tử sắc khí tức càng kiêu ngạo hơn. Mà hắn biểu tình, tựa như có lẽ đã là căm phẫn tới cực điểm. Chương 184, người quá yếu, Yamasu. Xoát, Yamasu một tay hất một cái, tay phải hóa thành một đạo ám tử sắc khí nhận. Tản mát ra khí tức kinh khủng, còn không hết hy vọng. Vậy thì tốt cảm thụ một chút vô cùng hoảng sợ đi. Vĩ đại thần, Son Gohan vẫn là chứa đựng vân đạm phong khinh cười. Thần thì như thế nào? Cho dù là cùng Son Goku trao đổi thân thì lại có thể thế nào? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ có run rẩy phần. Cáp, Son Gohan thanh âm từ trong cổ họng gầm nhẹ khắc ra. Kèm theo tiếng gào, chỉ thấy tóc hắn tu luyện biến thành màu đen, thẳng xõa vai đầu, trên người màu đen quần áo luyện công đã không thấy, mọc ra một thân tóc đỏ. Màu đỏ cái đuôi ở sau lưng linh hoạt đong đưa, nháy mắt chớp mắt một cái, chính là giống như khảm nạm xích trong mắt màu đỏ. Chuyện này, đây là, Vegeta run rẩy nhìn Son Gohan, chẳng lẽ đây cũng là Saiyan biến thân sao? Có thể cảm giác hắn khí, tương lai Son Gohan nhướng mày một cái, chẳng lẽ nói, loại trạng thái này, so Super Saiyan God mạnh hơn sao? Người rốt cuộc đến trình độ gì? Nhìn đạo kia cao ngất bóng lưng, tương lai Son Gohan thật chặt bốc lên quả đấm. Rõ ràng là cùng một người, vì cái gì luôn là sẽ trở thành chính mình ngước nhìn tồn tại. Cái trạng thái này, thật muốn so Super Saiyan God mạnh hơn sao? Tất cả mọi người đều là nghi hoặc nhìn Son Gohan. Không ai sánh bằng lực lượng cảm giác từ tứ chi bách hài trong truyền ra. Son Gohan hài lòng cầm nắm quyền đầu. Loại lực lượng này cảm giác tăng cao cảm giác, thật đúng là khiến người thích vô cùng a. Son Gohan diện mạo câu khởi thật cao độ cong. Nhìn về phía Yamasu, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Thích, đáng ghét, ngu xuẩn phàm nhân, tiếp nhận thần trừng phạt đi. Nhìn Son Gohan kia cuồng vọng vô cùng tư thái, Yamasu càng phát ra căm phẫn. Chính mình làm vĩ đại nhất thần thánh thần. Vậy mà sẽ để cho tên nhân loại này xem thường, tuyệt đối muốn nhường hắn hoàn toàn minh bạch. Thần, là cỡ nào không thể xâm phạm, đắc tội thần, kết quả là thê thảm dường nào. Ha! Yamasu thân thể đột nhiên chợt lóe, nhảy lên thật cao, trong tay ám tử sắc khí nhận hướng Son Gohan vỗ xuống. Khóe miệng, cong lên tàn nhẫn cười. Chỉ là tại nửa cái hô hấp sau đó, hắn nụ cười trên mặt, bỗng cứng lại. Bởi vì chính mình kinh khủng khí nhận, lại là bị Son Gohan một tay đỡ được. Ngay cả thần hủy diệt phá hoại năng lượng đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi loại vật này. Son Gohan cười lạnh một tiếng, bỗng dùng sức. Chỉ thấy Yamasu trong tay khí nhận, trực tiếp bị bóp vỡ. Hóa thành điểm điểm màu tím ánh sao, vương vãi xuống. Đây cũng là thần lực lượng sao? Không gì hơn cái này. Ngươi quả thực quá yếu, Yamasu. Dứt lời, Son Gohan to lớn quả đấm to trực tiếp oanh tại Yamasu ngực. Nhất thời ngực một mảnh sụp đổ. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Kia căm phẫn thần sắc, nhiều mấy phần hoảng sợ. Cô nén đau nhức, đầu ngón tay nhẹ một chút mi tâm. Biến mất ở bầu trời. Chạy trốn sao? Son Gohan nhắm mắt, bắt đầu lục soát Yamasu khí. Có thể là hoàn toàn không cảm giác được hắn khí. Đành phải thôi, ngược lại, hắn khẳng định sẽ kéo nhau trở lại. Thời gian ước chừng qua một phút. Tương lai Son Gohan đám người, miệng vẫn là to lớn mở ra. Khiếp sợ đến tột đỉnh. Nguyên bản bọn họ cho là, bên kia Son Gohan cho dù là thiên túng anh tài, chính là hẳn cũng không khả năng là Black Goku đối thủ. Chỉ là, tình huống trước mắt, giống như nặng nề bàn tay, phiến tỉnh bọn họ. Son Gohan thực lực, sớm thì đến được bọn họ khó mà tưởng tượng nổi bước. Được, thật là lợi hại, Piccolo đám người cũng không biết như thế nào đi sắp xếp ngôn ngữ, đi đánh giá lúc này Son Gohan. Không cảm giác được Yamasu khí tức, Son Gohan một cái xoay người, rơi vào trăng trở bên người thân. Biến trở về trạng thái bình thường, tông hắc sắc cái đuôi còn ở sau lưng đong đưa.
Cái đuôi, chẳng lẽ đây là hắn trở nên kinh khủng như vậy nguyên nhân sao? Vegeta nhìn chằm chằm Son Gohan sau lưng cái đuôi. Saiyan cái đuôi có thể tại đêm trăng tròn biến thành đại tinh tinh, sức chiến đấu có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Chính là, mới vừa rồi biến thân, rõ ràng thì không phải là đại tinh tinh. Mà còn, thực lực tăng lên, không chỉ có riêng là gấp 10 lần đơn giản như vậy. Nghi hoặc, không hiểu, thế nào, ta trên mặt có lọ sao? Son Gohan nhìn mấy người ba ba ánh mắt, trêu chọc hỏi. Bị Son Gohan hỏi lên như vậy, mọi người mới từ trong khiếp sợ quay đầu lại. Hiểu, Gohan, người thật là Gohan sao? Piccolo kích động đứng lên, nhìn Son Gohan, hỏi. Nếu không đây, Son Gohan nhún nhún vai. Bọn họ biểu tình, cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, chính mình thực lực bây giờ, so với 7 năm trước, đơn giản là khác biệt trời vực. Ngoặc kép chấm. Hiểu, Gohan, quá được rồi. Chúng ta rốt cuộc cứu rồi. Krillin từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trực tiếp cho Son Gohan một cái to lớn ôm. Sống sót sau tai nạn vui sướng, tràn đầy mỗi một người gò má. Chấm chấm chấm, mà lúc này, một cái không biết tên tinh cầu trên. Có lấy cùng địa cầu giống vậy tình hình. Tối tăm không mặt trời, cảnh hoang tàn khắp nơi, thành mảnh phế tích, chút nào vô sinh cơ, giống như là vừa mới trải qua thế giới tận thế. Một cái màu xanh nhạt màu da, màu trắng smart tóc ra hỏa, bàn tay năng lượng cầu hướng phía dưới phế tích hạ xuống. Phế tích trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn thiên khanh. Đột nhiên, người này nhướng mày một cái. Yamasu, theo thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trước người. Nghiễm nhiên chính là mới vừa rồi từ Son Gohan trong tay chạy thoát Yamasu. Phốc, vừa xuất hiện, Yamasu chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Triệu, xảy ra chuyện gì? Lục khuôn mặt Yamasu khiếp sợ nhìn Hắc Y Yamasu, hỏi. Trong vũ trụ này, sở hữu thần đều đã bị bọn họ giết chết. Trên địa cầu mấy cái Saiyan căn bản cũng không phải là Yamasu đối thủ, rốt cuộc là ai có thể đem Yamasu tổn thương thành bộ dáng như vậy? Thi đấu, Saiyan, Son Gohan, Yamasu thanh âm rơi xuống. Chính là hôn mê đi qua. Son Gohan một quyền kia, thật sự là quá nặng. Tôn, Son Gohan, Son Goku nhi tử, điều này sao có thể? Yamasu không tưởng tượng nổi nhíu mày. Hắn tại sao có thể là chưa tới đối thủ mình? Đã sớm nói dùng siêu cấp Long Châu cầu nguyện cho ngươi đạt được bất tử thân, ngươi quá mức cao ngạo, hiện tại Long Châu lấy hủy. Yamasu nắm lên Hắc Y Yamasu, biến mất. Nếu Son Gohan mạnh như vậy, phải hoàn thành bọn họ nhân loại không kế hoạch mục tiêu, bọn họ nhất định phải trở nên mạnh hơn. Tông hắc sắc cái đuôi còn ở sau lưng đong đưa. Cái đuôi, chẳng lẽ đây là hắn trở nên kinh khủng như vậy nguyên nhân sao? Vegeta nhìn chằm chằm Son Gohan sau lưng cái đuôi. Saiyan cái đuôi có thể tại đêm trăng tròn biến thành đại tinh tinh, sức chiến đấu có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Chính là, mới vừa rồi biến thân, rõ ràng thì không phải là đại tinh tinh. Mà còn, thực lực tăng lên, không chỉ có riêng là gấp 10 lần đơn giản như vậy. Nghi hoặc, không hiểu, thế nào, ta trên mặt có lọ sao? Son Gohan nhìn mấy người ba ba ánh mắt, trêu chọc hỏi. Bị Son Gohan hỏi lên như vậy, mọi người mới từ trong khiếp sợ quay đầu lại. Hiểu, Gohan, người thật là Gohan sao? Piccolo kích động đứng lên, nhìn Son Gohan, hỏi. Nếu không đây, Son Gohan nhún nhún vai. Bọn họ biểu tình, cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, chính mình thực lực bây giờ, so với 7 năm trước, đơn giản là khác biệt trời vực. Ngoặc kép chấm. Hiểu, Gohan, quá được rồi. Chúng ta rốt cuộc cứu rồi. Krillin từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trực tiếp cho Son Gohan một cái to lớn ôm. Sống sót sau tai nạn vui sướng, tràn đầy mỗi một người gò má. Chấm chấm chấm, mà lúc này, một cái không biết tên tinh cầu trên. Có lấy cùng địa cầu giống vậy tình hình, tối tăm không mặt trời, cảnh hoang tàn khắp nơi, thành mảnh phế tích, chút nào vô sinh cơ, giống như là vừa mới trải qua thế giới tận thế. Một cái màu xanh nhạt màu da, màu trắng smart tóc ra hỏa, bàn tay năng lượng cầu hướng phía dưới phế tích hạ xuống. Phế tích trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn thiên khanh. Đột nhiên, người này nhướng mày một cái. Yamasu, theo thanh âm rơi xuống. Một đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trước người.
nghiễm nhiên chính là mới vừa rồi từ Son Gohan trong tay chạy thoát Yamasu. Phốc, vừa xuất hiện, Yamasu chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Triệu, xảy ra chuyện gì? Lục khuôn mặt Yamasu khiếp sợ nhìn Hắc Y Yamasu, hỏi. Trong vũ trụ này, sở hữu thần đều đã bị bọn họ giết chết. Trên địa cầu mấy cái Saiyan căn bản cũng không phải là Yamasu đối thủ, rốt cuộc là ai có thể đem Yamasu tổn thương thành bộ dáng như vậy? Thi đấu, Saiyan, Son Gohan, Yamasu thanh âm rơi xuống, chính là hôn mê đi qua. Son Gohan một quyền kia, thật sự là quá nặng. Tôn, Son Gohan, Son Goku nhi tử, điều này sao có thể? Yamasu không tưởng tượng nổi nhíu mày. Hắn tại sao có thể là chưa tới đối thủ mình? Đã sớm nói dùng siêu cấp Long Châu cầu nguyện cho ngươi đạt được bất tử thân, ngươi quá mức cao ngạo, hiện tại Long Châu lấy hủy. Yamasu nắm lên Hắc Y Yamasu, biến mất. Nếu Son Gohan mạnh như vậy, phải hoàn thành bọn họ nhân loại không kế hoạch mục tiêu, bọn họ nhất định phải trở nên mạnh hơn. Chương 185, huấn luyện tương lai Son Gohan. Mà Son Gohan tại trang cùng tương lai Son Gohan đám người dưới sự hướng dẫn, đạt tới bọn họ ẩn thân đại bản doanh. Sở hữu người may mắn còn sống sót, toàn bộ ở một tòa phế tích phòng ngầm dưới đất. Tổng cộng đại khái là chừng 110 người. Trăng, ngươi trở lại. Một người mặc kép siêu công ty chế độ, ba búi tóc đen xóa vai tuổi xuân thiếu nữ thấy bọn họ đến, trong mắt chứa đựng lo lắng nước mắt. Bay thẳng đến Trăng nhào lên. Mà Trăng cũng là ôm thật chặt ở thiếu nữ eo. Ta đi, đây là Tiểu Vũ. Son Gohan khóe mắt một trận co rúm. Trăng người này thật cùng so Bulma còn lớn hơn Tiểu Vũ tiến tới với nhau. Ồ, Son Gohan đầu thân thể, ngẫm lại đều cảm thấy cả người nổi da gà. Mà lúc này đây, một cô gái khác dắt một cái tiểu cô nương, đi tới tương lai Son Gohan trước mặt. Hướng về phía tương lai Son Gohan cười cười, phi thường ôn nhu. Trong mắt lo lắng, lại thì không cách nào ẩn tàng. Khổ cực ngươi, Gohan. Ba ba, tiểu cô nương cao hứng phe phẩy tương lai Son Gohan tay, manh manh mắt to nhìn Son Gohan. Mà tương lai Son Gohan cưng chiều sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nhìn hai người trong mắt, cũng là khó có được ôn nhu. Đây là, 610 hắn lão bà sao? Son Gohan nhìn tấm kia xa lạ mặt đẹp, lần này, hoàn toàn là đổi thành hắn khiếp sợ. Đây là người nào, vì cái gì chính mình cái kia thời không cũng chưa từng thấy qua. Chấm chấm chấm, trải qua nửa ngày, Son Gohan cũng là cuối cùng đem bên này tình huống biết một lần. Nguyên lai tương lai Son Gohan thê tử, gọi là Mona, tại 7 năm trước quen biết, nữ nhi gọi Pen Pen. Chiếu loại tình huống này xem ra, bên này thời không kỳ thực cùng mình cái kia thời không, có lấy lớn vô cùng khác nhau. Đáng ghét, vậy mà khiến cái kia hắc ám người chạy trốn. Bulma nghe xong Trăng đám người giảng thuật, nhíu chặt mày, cái kia gian ác gia hỏa, cơ hồ giết chết sở hữu người địa cầu. Nơi này mỗi một người, đều hận không được ăn thịt, uống kỳ huyết. Hận thấu xương, yên tâm đi Bulma A-di, bọn họ khẳng định còn sẽ trở về, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Son Gohan nắm chặt quả đấm, lấy Yamasu đối với căm ghét nhân loại chấp niệm. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua địa cầu. Mà còn, lần này mình khiến hắn chật vật như vậy, lần sau đến, tuyệt đối sẽ làm chân chuẩn bị. Cho nên trong khoảng thời gian này, mình cũng muốn hảo hảo chuẩn bị. Tương lai Son Gohan mấy năm này thực lực tăng lên quả thật không tệ, nhưng là muốn cùng Yamasu loại người này đối chiến, vẫn là kém khoảng cách không nhỏ. Khoảng thời gian này, muốn hảo hảo huấn luyện bọn họ thoáng cái, để cho bọn họ có thể lãnh ngộ thoáng cái Super Saiyan God cảnh giới. Kỳ thực lực của hắn cũng sớm đã đạt tới Super Saiyan 3 cảnh giới điểm. Chỉ bất qua cái này thời không, hắn cũng không có giống Son Goku Vegeta hai người một dạng đạt được Whis loại này tốt đạo sư hướng dẫn. Cho nên mới tạp tại nơi này điểm giới hạn, một mực không cách nào đột phá. Hy vọng có thể mượn những thời giờ này, khiến hắn lĩnh ngộ loại cảnh giới đó đi. Còn như Trăng cùng Vegeta đám người, hiện nay vẫn còn Super Saiyan 2 đỉnh phong. Khoảng cách Super Saiyan God, chênh lệch quả thực quá lớn, muốn đạt tới cảnh giới này, chỉ sợ không phải nhất thời nửa sẽ có thể giải quyết sự tình. Chấm chấm chấm, mà ở Son Gohan bọn họ thời không, Whis cùng Beerus mấy người đã sớm tới địa cầu.
Bất quá Môn Ma cũng quả thật biết hai người bọn họ nhược điểm, cái gì qua lại thời không là trọng tội thần mã. Một đống lửa chân chàng, nhẹ nhàng thoải mái giải quyết. Nghe xong Môn Ma nói, Son Goku cùng Vegeta lại là có chút không nhẫn nại được. Vegeta, người cũng muốn đi xem nhìn cái hắc ám người đi. Son Goku cầm nắm quyền đầu, trong mắt có lấy vẻ hưng phấn. Có chính mình bộ dáng, mà còn trạng thái bình thường thực lực có thể áp chế Gohan Super Saiyan 3. Ngẫm lại quả thật làm cho người cảm thấy hứng thú vô cùng a. Hừ, vậy mà có ngươi tướng mạo, Kakalo, ta nhất định sẽ đích thân đánh bại hắn. Vegeta khóe miệng hơi hơi giơ lên, tự tin nói. Hắc hắc, Son Gohan chỉ là hắc hắc một áp phi cười. Vegeta đối chiến thắng chính mình chấp niệm, còn thật không phải bình thường sâu a. Nghe các ngươi khẩu khí, chẳng lẽ còn muốn phá hư thời không trật tự. Mirrors híp mắt lại, bắn ra lăng lập ánh sáng. Những người này, từng cái thật là không đem chính mình cái này thần hủy diệt coi vào đâu. Bất quá, cái kia gọi là hắc ám người ta hỏa nếu đến từ đệ thập vũ trụ, Whis, chúng ta hẳn đi đệ thập vũ trụ đi xem một chút. Vốn là Mirrors là muốn mang Son Goku cùng Vegeta hai người đi đệ thập vũ trụ. Bất quá, Bulma nhõng nhẽo đòi hỏi muốn Vegeta lưu lại. Mà còn Vegeta biết được Bulma lưu lại mình là tu bổ máy thời gian sau đó. Cũng liền không quá tình nguyện lưu lại. Mà Mirrors cùng Whis mang theo Son Goku chạy tới đệ thập vũ trụ. Chấm chấm chấm, sáng sớm ngày thứ hai, Son Gohan chính là mang theo tương lai Son Gohan cùng Trăng, đi tới một nơi hẻo lánh chỗ. Cùng với nói là hẻo lánh chỗ, chẳng bằng nói là một cái bị Yamasu phá hoại tiểu thôn lạc. Hắn quyết tâm muốn trợ giúp tương lai Son Gohan vượt qua hiện tại giới hạn, cho nên bọn họ thời gian di túc quý báu, từng giây từng phút cũng không thể trì hoãn. Biến thành người trạng thái mạnh nhất đi. Son Gohan nhìn đối diện ngũ quan lạnh kiên quyết tương lai Son Gohan, nghiêm túc nói. Muốn đột phá Super Saiyan God cảnh giới, như vậy hắn nhất định phải cùng thần chiến đấu. Như vậy, mới có thể từ trong chiến đấu, bản thân cảm thụ loại cảnh giới đó. Mặc dù hắn cũng cùng Yamasu chiến đấu qua, chỉ bất quá Yamasu một mực cũng không có thay đổi thân Super Saiyan God, cho nên, hắn căn bản là không cách nào cảm giác loại cảnh giới đó. Ân, Son Gohan nghiêm túc một chút gật đầu, hai quả đấm dùng sức nắm chặt, nhẹ nhàng thoải mái chính là biến thành Super Saiyan 3. Thật dài tóc màu vàng kim thẳng tới eo giữa, lông mi cốt nhô thật cao, ánh mắt càng lạnh kiên quyết. Quả nhiên là Super Saiyan 3 đỉnh phong sao. Son Gohan nhìn tương lai Son Gohan, hắn khí tức đã đạt tới một loại mãn doanh trạng thái. Cơ hồ là vượt qua lúc ấy bị thần Kaio tăng thực lực lên Son Goku cùng Vegeta. Rất tốt, coi trọng, Super Saiyan God. Son Gohan hướng về phía tương lai Son Gohan cùng Trăng hai người nói một câu. Quả đấm bỗng nắm chặt, chân mày khẽ nhíu một cái. Chính là trực tiếp biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan God. Thảo mái tóc màu xanh lục dựng đứng lên. Khí tức không có chút nào tiết ra ngoài. Super Saiyan God, so Super Saiyan 3 quả nhiên mạnh hơn quá nhiều. Vẻn vẹn là uy thế như vậy, liền để cho chính mình vô cùng một ngạt. Tương lai Son Gohan thâm trầm lông mi. Sau đó thật chặt bốc lên quả đấm. Nếu hắn có thể đủ đạt tới mức này, ta cũng nhất định có thể. Tốt. Sử dụng ra ngươi toàn lực đi. Chỉ có như vậy, mới có thể vượt qua chính mình cực hạn, lĩnh ngộ thần cảnh giới. Còn nữa, chuẩn bị sẵn sàng, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Son Gohan lạnh lùng ngữ khí rơi xuống, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện trong tương lai Son Gohan trước người. Chương 186, không biết sống chết đồ vật. Ha, Son Gohan một quyền nặng nề đánh tới. Tương lai Son Gohan đồng dạng là một quyền tương đương trả lại. Từng quyền đụng nhau, chung quanh phế tích trực tiếp bị to lớn sóng trùng kích thổi bay ra ngoài, mặt đất xuất hiện một cái to lớn thiên khanh. Tương lai Son Gohan thân thể, lướt qua mặt đất quay ngược lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách, rốt cuộc thì ổn đi xuống gạch dưới thân thể. Vẫy vẫy tê dại cánh tay, thời gian 10 ngày, chính mình từ một quyền bị đánh bay bách thập trượng. Đến bây giờ chỉ là quay ngược lại tầm hơn 10 trượng mà thôi. Xem ra chính mình tiến bộ còn là hết sức rõ ràng. Mà còn, vừa mới bắt đầu cùng Son Gohan bắt đầu huấn luyện thời điểm, chính mình căn bản là không thấy rõ hắn động tác. Hiện tại, mặc dù vẫn là không cách nào vượt qua hắn động tác, nhưng là cũng may,
đã có thể mò thấy hắn hành động quỹ tích, mà còn tựa hồ mình đã cảm giác một chút Son Gohan trong miệng thần khí tức. Vẫn là không có biện pháp đột phá thần cảnh giới sao? Son Gohan nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, hẳn là có thể đột phá nha. Thời gian 10 ngày mặc dù không lâu lắm, nhưng là đối với đã thuộc về Super Saiyan đỉnh phong hai mặt nhiều tương lai Son Gohan mà nói, hẳn đủ đột phá. Chẳng lẽ là cần như chính mình như vậy, tại bên bờ tử vong quanh quẩn đi qua, mới có thể cảm thụ thần khí tức sao? À, xem ra chuyện này còn thật không phải là nhất thời nửa sẽ có thể giải quyết. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Son Gohan nhìn một chút tương lai trăng cùng Son Gohan, nói. Trở về, chúng ta hôm nay không huấn luyện sao? Trăng có chút kỳ quái nhìn Son Gohan. Bình thường đều là một huấn luyện chính là cả ngày, hôm nay mới nhanh như vậy, làm sao lại phải đi về đây? Ừ, không cần, bởi vì bọn họ đã tới. Son Gohan gật đầu một cái, hướng về phía hai người nói. Bởi vì có lấy hai cổ hơi thở, chính hướng địa cầu nhanh chóng chạy tới. Mà trong đó một đảo, chính là 10 ngày trước bị chính mình đuổi chạy ra Ma Su. Như vậy một cái khác, rất rõ ràng, chính là chủ thời không đệ thập vũ trụ kiến tập thần Kaio, Yamasu. Bọn họ, trăng cùng tương lai Son Gohan không hiểu, trong miệng hắn bọn họ, là ai đây? Bắt lấy ta, đến các ngươi liền biết. Son Gohan mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, chính là trở lại đại bản doanh. Mà cùng lúc đó, hai bóng người, cũng đến địa cầu. Bất ngờ chính là Yamasu hai người, lăng lập bầu trời. Nhìn phế tích như vậy địa cầu, khóe miệng nhảy lên, lẩm bẩm nói. Không lâu sau, chúng ta chờ mong thế giới, cũng nhanh thực hiện. Cái kia chính nghĩa thế giới, nhân loại là không cần phải tồn tại. Bất quá, ở trước đó, trước phải đem những kia đối thần có mang bất kính Saiyan, toàn bộ tiêu diệt. Hắc ám người Yamasu thật chặt bóp nắm quả đấm, trong đầu hiện lên cái kia tóc đỏ tóc đen ra hỏa. Cái kia đáng ghét ra hỏa. Nhất định phải đưa bọn họ hành hạ đến chết, khiến hắn minh bạch, đắc tội thần, cần phải bỏ ra dạng gì đại giới. Tốt, trước gọi bọn hắn đi ra đi. Yamasu khóe miệng móc một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái màu tím năng lượng kinh khủng cầu. Hướng về phía đã sớm phế tích một mảnh cầu. Ném xuống, chuyện này, này cổ khí là, hắc ám người, tương lai Son Gohan đám người chân mày hơi nhíu lại. Không đúng. Thật giống như không hoàn toàn là hắc ám nhân khí. Mà một bên Son Gohan, đầu ngón tay nhẹ một chút mi tâm, thân thể chính là biến mất. Tương lai Son Gohan cùng trăng đám người, cũng là cùng đi ra ngoài. Bởi vì hắc ám nhân khí, khoảng cách bên này không phải rất xa. Siêu, Son Gohan thân thể trống rỗng xuất hiện, nhìn viên kia năng lượng màu tím cầu, một cái tát trực tiếp đập tới. Nhìn Son Gohan đột nhiên xuất hiện. Hắc ám người Yamasu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thế nào, còn dám chạy đến địa cầu, là không có bị đánh đủ sao? Son Gohan một cái đánh bay năng lượng cầu sau đó, thân thể chậm rãi dâng lên. Nhìn Yamasu, khóe miệng dương dương, hài hước mở miệng. Thích thích, Son Gohan, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, vi phạm thần ý đồ, là ngu xuẩn dường nào hành vi. Hắc ám người Yamasu vốn là nhướng mày một cái. Tựa hồ là đối với Son Gohan trước thực lực có nơi kiêng kỵ. Bất quá trong nháy mắt chính là giãn ra, cái này một lần, bất kể Son Gohan mạnh bao nhiêu, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Xem ra đến có chuẩn bị nha, có thể ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết, các ngươi lá bài tẩy, chính là thần Kaio bông tai hợp thể nha. Son Gohan hơi hơi một cảm giác, chính là biết, hắc ám người Yamasu thực lực, cái này thời gian 10 ngày mặc dù có chỗ tăng lên. Nhưng là còn không có thể tới cùng mình chống lại mức độ. Không, cầu hoa tươi không, mà Yamasu bản thân thực lực, hẳn so hắc ám người Yamasu còn phải yếu hơn một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, yếu cũng không phải một chút. Như vậy bọn họ dựa vào, đơn giản liền là dựa vào Potara hoa tai hợp thể, đạt được vô hạn tăng vọt lực lượng. Ồ, nguyên lai người còn biết Potara hoa tai. Yamasu vốn là cả kinh, bất quá. Người này nếu rõ ràng như vậy hắn lai lịch, như vậy biết Potara tồn tại. Cũng liền chẳng có gì lạ. Mà lúc này đây, tương lai Son Gohan cùng trăng mấy người cũng chạy tới. Xảy ra chuyện gì, cái kia người, là hắc ám người đồng bọn sao? Trăng nhìn hắc ám bên người thân Yamasu, có lấy hoảng sợ nói.
bọn họ và hắc ám người đánh mấy tháng qua lại, có thể là tới nay đều chưa từng thấy qua cái kia lục khuôn mặt ra hỏa. Chấm 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 chấm. Mà còn, cái kia lục khuôn mặt ra hỏa khí, hắn cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác. Vậy đã nói rõ, cái tên kia cũng là một cái thần. Đáng ghét, một cái hắc ám người đã đem địa cầu phá hoại thành cái bộ dáng này. Cái tên kia, cũng đến thần cảnh giới sao? Tương lai Son Gohan cũng là bình tĩnh chân mày, nhìn Yamasu. Có thể nhỏ nhẹ cảm giác cái tên kia khí, bất quá, hoàn toàn không có Son Gohan cùng hắc ám người mạnh như vậy. Vegeta cùng Piccolo Krillin đám người, nắm thật chặt quả đấm. Bọn hắn bây giờ, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Thần cùng thần chiến đấu, cũng không phải là hắn có thể đủ nhúng tay. Rốt cuộc tề tựu sao? Chế tạo ra nhân loại loại này ngu muội loài, vốn chính là thần sai trái, như vậy loại này sai trái, tự nhiên cũng nên từ thần sửa lại. Yamasu khóe miệng mang theo âm u cười, nhìn Son Gohan đám người. Là ta chính nghĩa thế giới, Saiyan, người địa cầu, liền cho ta hoàn toàn biến mất đi. Thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, Yamasu cùng hắc ám người Yamasu thân thể hai người, cực kỳ ăn ý hướng Son Gohan công tới. Hừ. Son Gohan hừ lạnh một tiếng, hai quả đấm nắm chặt, trong nháy mắt biến thành Super Saiyan God. Tay phải để ra, tiếp được hắc ám người Yamasu quả đấm. Thuận thế một cước đá tại Yamasu ngực, Yamasu thân thể nhất thời cắm ngược vào trong phế tích. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay, liền vĩnh viễn lưu trên địa cầu đi. Chương 187, dẫm đạp bất tử con rán mà thôi. Son Gohan thanh âm bỗng lạnh lẽo. Bắt lại hắc ám người Yamasu quả đấm, trực tiếp đặt vào trong phế tích. Ha, chỉ nghe hai đạo cực kỳ ăn ý giống giận, chung quanh phế tích trong nháy mắt bị thanh trừ sạch. Yamasu hai người quanh thân, năng lượng màu tím khí diễm điên cuồng lướt động. Mà hắc ám người Yamasu, to lớn nhưng đã là biến thành Super Saiyan Rose. Yamasu khí tức, cũng trong nháy mắt đạt được tăng lên. Mặc dù khả năng không có Super Saiyan God mạnh như vậy, nhưng là cũng không thể khinh thường. Son Gohan, tại trong nhân loại, các ngươi Saiyan lại dám đôi ba lần đối thần bất kính, hiện tại là các ngươi tiếp bị trừng phạt thời điểm. Yamasu ngẩng đầu nhìn Son Gohan, trong mắt lên cơn giận dữ. Trí tuệ là thần ban cho nhân loại lễ vật, mà nhân loại lại lợi dụng nó đi thỏa mãn chính mình tư dục cùng ngu xuẩn xâm lược. Loại này dã man sinh vật, bản nên tại nơi này mỹ lệ trong thế giới biến mất. 510, thật đúng là ta đã thấy ngu xuẩn nhất thần, trừng phạt ta. Ngươi sợ là sống ở trong mơ. Son Gohan cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết bọn họ hợp thể sẽ có bao nhiêu thực lực. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ, cũng không có ở trước mặt mình nói mạnh miệng tư cách. Son Gohan, hiện tại bắt đầu, đối thủ của ngươi, là hắn. Son Gohan chỉ hắc ám người Yamasu, tựa như một cái nghiêm nghị giáo sư. Hướng về phía tương lai Son Gohan nghiêm túc nói. Hắn, đến thần cảnh giới Yamasu sao? Tương lai Son Gohan hơi ngẩn ra, sau đó kia lạnh kiên quyết gương mặt, leo lên kiên định thần sắc. Ha, giơ lên hai cánh tay rung một cái, trực tiếp biến thành Super Saiyan 3, đầu ngón chân điểm đất mặt, xuất hiện ở Son Gohan bên người, xem xuống phía dưới hắc ám người và Yamasu. Giống, Son Gohan. Ngươi xác định không phải tại nói đùa ta nha. Hắc ám người Yamasu nhếch miệng lên một vòng uy nghiêm tươi cười. Cùng Son Gohan chiến đấu tiếp cận mấy tháng, hắn có bao nhiêu thực lực, hắn chính là rõ ràng nhất. Kẻ hèn Super Saiyan 3 thực lực, ngay cả mình trạng thái bình thường đều không đánh lại. Huống chi, chính mình hiện tại chính là Super Saiyan Rose. Thực lực, không chỉ có riêng là tăng thêm gấp mấy lần đơn giản như vậy sự tình. Đây là ngươi lĩnh ngộ thần cảnh giới tốt nhất cơ hội, thực lực ngươi, đã sớm không kém hắn. Son Gohan ghé mắt, nhìn tương lai Son Gohan, tự tốn nói. Mình và tương lai Son Gohan huấn luyện thời điểm, chính là dùng 7 thành lực tại đánh. Hắn có thể tiếp được quả đấm mình, thực lực cũng có thể cùng hắc ám người Yamasu địa vị ngang nhau. Mặc dù còn không có đạt tới thần cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn, đã hoàn toàn có thể sánh bằng cái kia cái cảnh giới kia. Ân, tương lai Son Gohan gật đầu một cái, Son Gohan ý tưởng hắn dĩ nhiên là biết. Thực chiến, mới là tốt nhất đạo sư, cho ta cứ thế biến mất đi. Bẩn thỉu Saiyan,
Yamasu hai người đồng thời lên tiếng, giận quát một tiếng, thân thể lần nữa biến mất. Son Gohan hai người, thân thể cũng là chợt lóe, tiến lên đón Yamasu hai người. Ôi, tương lai Son Gohan quả đấm, cùng hắc ám người nặng nề đụng nhau. Oanh, bàng bạc sóng trùng kích trực tiếp đem mặt đất rung ra to lớn thiên khanh, mà thân thể hai người, đều là cũng không lui lại nửa bước. Hiển nhiên, lần này đụng nhau, dường như không phân cao thấp. Cái gì? Hắc ám người Yamasu sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Người này, làm sao có thể? 10 ngày trước, ở trước mặt mình giống như con kiến hôi đồ vật, giờ phút này lại có thể chống cự một quyền của mình. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sẽ để cho hắn trưởng thành như thế biến thái. Hắn, thật là Gohan sao? Krillin cùng tiên Shin Han đám người, đều là kinh ngạc dài miệng rộng. Không thể tin được xoa xoa con mắt, Gohan thực lực, vậy mà tại ngắn như vậy trong thời gian, tăng lên tới có thể cùng hắc ám người đánh nhau mà không rơi xuống hạ phong tầng thứ. Cái tên kia, rốt cuộc là huấn luyện như thế nào hắn? Vegeta ánh mắt dừng lại ở Son Gohan trên người. Tương lai Son Gohan thực lực, đã kẹt ở Super Saiyan 3 hơn 2 năm. Mà 2 năm qua nhiều, vô luận là tu luyện như thế nào, đều không cách nào tiến thêm một bước. Chính là Son Gohan huấn luyện hắn vẻn vẹn 10 ngày, liền có kinh người như vậy tiến bộ. Làm thật là khủng bố. Hai cái này yêu nghiệt, giờ phút này khóe miệng cười nhạt. Saiyan, thật đúng là một đám không thể dùng bình thường suy nghĩ đi lý giải ra hỏa. Chỉ có Trăng, sắc mặt tương đối bình tĩnh. Gohan đại ca trải qua 10 ngày huấn luyện, có thể là có thể tiếp được trong truyền thuyết Super Saiyan gót quả đấm. Mà tương lai Son Gohan, nhìn hắc ám người Yamasu, khóe miệng hơi hơi dương dương. Trong mắt có lấy mấy phần thần sắc kích động. Đây chính là 10 ngày tu luyện sao? Thật đúng là khiến người có chút hưng phấn a. Sau đó, chân phải chống đỡ mà, một cái lần sau chân, trực tiếp quét về phía hắc ám người má trái không. Hắc ám người Yamasu nhấc lên cánh tay, nhẹ nhõm ngăn trở Son Gohan lần sau chân. Bất quá, tương lai Son Gohan chính là không có chút nào kinh ngạc. Dù sao, Super Saiyan Rose hắc ám người, nếu là nhẹ nhàng thoải mái bị chính mình đánh bại, vậy hắn mới sẽ cảm giác kỳ quái đây. Một kích không trúng, Son Gohan không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Quyền cùi trỏ chân đầu gối, giống như là gắt linh một dạng điên cuồng hướng hắc ám người Yamasu một trận kéo dài phát ra. Thuộc về trạng thái phấn khởi Son Gohan, mỗi nhất kích đều là tràn đầy lực lượng cảm giác. Thời gian ngắn ngủi, hắc ám người Yamasu lại bị Son Gohan áp chế hoàn toàn đi xuống. Cái trán có lấy kinh hãi mồ hôi lạnh, mà bên kia, hoàn toàn là thuộc về thiên về một bên trạng thái chiến đấu. Yamasu bên phải trên lòng bàn tay, có lấy màu tím khí nhận. Hướng về phía Son Gohan hung hăng đã đâm đi. Bất quá, thực lực của hắn, so với Super Saiyan Rose, chính là không kém thiếu khoảng cách. Son Gohan tay phải lộ ra, bắt lại Yamasu cánh tay phải. Yamasu nhất thời khó vào nửa phần. Nghe nói người giữ có bất tử chi thân, đó thật đúng là quá tốt. Son Gohan khóe miệng hơi hơi nâng lên, mang theo khiến người sau lưng phát lạnh cười. Tay trái hất một cái, bàn tay chính là hóa thành một đạo màu xanh lá mạ thật dài lưỡi kiếm. Trực tiếp hướng về phía Yamasu thân thể 10 liên xuyên. Chỉ bất quá, Yamasu thân thể lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục trên thân thể lổ kiếm. Ha ha ha, ngu xuẩn Saiyan, mặc dù các ngươi cường hãn có chút hơi thừa, nhưng là như vậy mới có thể nhô ra thần bất tử chi thân 5, 4 vĩ đại, tại thần trước mặt, các ngươi mãi mãi cũng là nhỏ bé như vậy. Yamasu điên cuồng cười to, giữ có bất tử thân hắn, cho dù là vạn vạn năm, cũng tuyệt đối sẽ không chết đi. Son Gohan nhìn chí chứng giống nhau Yamasu, nhàn nhạt mở miệng. Đã như vậy, người tay tại run cái gì? Không có cái nào không thành, người cũng sợ đau sao? Mặc dù Yamasu khép lại năng lực cường có chút biến thái, nhưng là, chính mình mỗi một khí nhận đi xuống, tay hắn đều sẽ kịch liệt run thoáng cái. Cho nên, rất hiển nhiên, mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng là nhưng cũng có thể cảm giác đau. Đó thật đúng là quá tốt. Son Gohan tay phải thành quyền, nặng nề đem Yamasu nện vào mặt đất. Sau đó lần hai mặt đầy đạp tại Yamasu trên hai gò má. Khiến Yamasu có chút không thể động đậy. Trên cao nhìn xuống nhìn Yamasu, lạnh lùng nói. Dẫm đạp bất tử con rán,
cũng chỉ là con rắn mà thôi. Chương 188, Super Saiyan, Son Gohan. Tại võ sĩ đấu quyền trong mắt, Bao Cát cũng là bất tử thân, mà ngươi tồn tại, liền cùng Bao Cát một dạng. Son Gohan dứt lời, lại là một quyền đập tại Yamasu trên mặt. Yamasu khuôn mặt trong nháy mắt biến hình, lại trong nháy mắt khôi phục. Chỉ bất quá, tấm kia lục khuôn mặt, đã khí càng lục, dường như muốn tích xuất nước tới. Đáng ghét, mình là chí cao vô thượng thần, lại bị một cái bẩn thỉu Saiyan dẫm ở dưới chân, càng khiến hắn khó mà tiếp nhận là, hắn vậy mà không có chút nào lực phản kháng. Cũng khó trách, mặc dù Yamasu lợi dụng siêu cấp Long Châu cầu nguyện đạt được bất tử chi thân. Bất quá, thực lực của hắn, vẫn là yếu một nhóm, coi như là hiện tại Vegeta hoặc là Trăng, đều có thể đánh bại thực lực của hắn. Vậy, đó chính là trong truyền thuyết đè xuống đất ma sát sao. Krillin đám người không tưởng tượng nổi nhìn không còn biết trời đâu đất đâu Son Gohan. Tốt xấu người ta cũng là thần, như vậy thật tốt sao? Yamasu tại Son Gohan trong tay, cơ hồ là chỉ có bị ma sát phần. Mà hai người khác, chính là thân nhau. Người một quyền ta một cước, ai cũng không một không có cách nào chiếm tiện nghi. Đáng ghét, đê tiện nhân loại, đi chết đi. Hai người đối chiến lâu như vậy, hắc ám người Yamasu tâm tính có chút nổ mạnh. Giơ lên hai cánh tay rung một cái, ám tử sắc khí diễm phóng lên cao. Yamasu bên kia đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cho nên, hắn nhất định phải hòa nhau một ván. Hôm nay ta liền khiến ngươi xem một chút, trong những ngươi đê tiện nhân loại, là như thế nào chiến thắng các ngươi những này gian ác thần. Ha, Son Gohan ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nổi gân xanh, màu vàng kim khí tuyền cũng là trong nháy mắt hướng bể đầu đỉnh hắc ám, khí thế kia, cuối cùng cùng hắc ám người Yamasu chênh lệch không bao nhiêu. Nguyên bản bị hắc ám lung cháo địa cầu, trong nháy mắt này, một nửa bị kim sắc bao phủ, một nửa bị màu tím bao trùm. Được, thật là mạnh khí, Trăng đám người hai tay ngăn cản ở trước mắt, nhìn kia một vàng một tím thân ảnh, nói. Tên biến thái này ra hỏa, Vegeta ánh mắt sáng quắc nhìn tương lai Son Gohan, chân mày dùng sức mặt nhăn, cứ như vậy, hắn và người này khoảng cách, lần hai bị kéo xa. Từ mình thân là đường đường Saiyan hoàng tử, thậm chí ngay cả Kakalo nhi tử đều không có cách nào vượt qua. Còn muốn một lần bị hắn cứu vớt, thật là cực lớn làm nhục. Nha, ha, tương lai Son Gohan cùng hắc ám người Yamasu hai người, cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, thân thể chợt lóe. Chút nào không đẹp đẽ nắm lên quả đấm, đập về phía đối phương. Oanh, hai người quả đấm nặng nề đối đụng nhau. Thanh âm trầm thấp đem người mà nghĩ chân ông trực hưởng. Hai người quả đấm tiếp nhận chỗ, phát ra từng đạo chậm chạp sóng trùng kích. Toàn bộ không gian, đều nhìn qua bóp méo mấy phần. Địa cầu đều là vào giờ khắc này, kịch liệt đung đưa. Kèm theo sóng năng lượng lan tràn, tại Son Gohan cùng Yamasu khiếp sợ dưới con mắt. Tương lai Son Gohan trong quả đấm, một tầng màu lam khí diễm bao vây lại, sau đó, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng cánh tay cùng quanh thân, lan tràn ra. Mà Son Gohan kiểu tóc, cũng là khôi phục Super Saiyan 2 kiểu tóc. Bắp thịt cả người, có rút nhỏ một vòng, bất quá, cả người nhìn qua, càng điêu luyện, lãnh đạm con ngươi màu xanh lục biến thành màu lam. Bắn ra ác liệt lãnh mang, quả nhiên là cần thực chiến sao. Son Gohan quay đầu đi, nhìn về phía tương lai Son Gohan. Hắn hình thái cùng Son Goku cùng Vegeta giống nhau như đúc. Super Saiyan, bất quá, thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn Vegeta, thậm chí Son Goku. Dù sao, hắn tại Super Saiyan 3 cái điểm kia, ước chừng dừng lại hơn 2 năm thời gian. Cơ sở phi thường vững chắc, giống như mãnh liệt hồng thủy, một buổi sáng vỡ đê, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiểu, Gohan, không cảm giác được hắn khí. Krillin đám người run rẩy thân thể, nhìn giữa không trung lăng lập Son Gohan. Một đầu mái tóc màu xanh lam sẫm, toàn thân màu lam khí diễm điên cuồng lay động. Một cổ uy áp kinh khủng từ trên người hắn truyền tới. Hoàn toàn giống như là thay đổi một cái người một dạng. Gohan đại ca, rốt cuộc biến thành, siêu cấp, Saiyan thần, Trăng kích động nắm quả đấm. Không sai, chính là cái này loại chèn ép khí tức. Mặc dù không có Son Gohan mạnh như vậy, nhưng là, loại cảm giác này, giống nhau như đúc. Một đợt lại một đợt đả kích,
khiến Vegeta lúc này thật rất muốn tìm một động, tốt nhất là lớn một chút, có thể kim cương người loại kia. Chúng ta chênh lệch, thật giống như bị kéo ra. Tương lai Son Gohan thu hồi quả đấm, bóp bóp, sau đó nhìn về phía mặt đầy kinh hãi hắc ám người Zamasu, khóe miệng thật cao nâng lên. Kia tà mị cười, vào giờ khắc này, hai cái Son Gohan thật là giống nhau như đúc. Super Saiyan God sao, quả nhiên cùng Super Saiyan 3 không thể so sánh nổi nha. Thích thích thích, đáng ghét Saiyan, hắc ám người Zamasu là thực sự hoảng. Bởi vì tương lai Son Gohan lúc này khí tức, hoàn toàn không thua kém chi mình. Không được, nhất định phải tìm cơ hội hợp thể. Hắc ám người Zamasu xem nhìn thấy bây giờ còn bị Son Gohan dẫm ở dưới chân tấn công hai bên Zamasu, cau mày nghĩ đến. Zamasu, hiện tại, đi địa ngục là những kia bị ngươi tàn nhẫn sát hại người vô tội chôn theo đi đi. Son Gohan trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, thân thể chính là muốn hướng Zamasu bắn qua. Chỉ bất quá còn không có động, hắn liền ngạc nhiên phát triển. Hai đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, thần khí tức, 120. Tương lai Son Gohan vốn là nhướng mày một cái. Bất quá trong nháy mắt, hỉ thượng mi sao. Ba, ba ba, Son Gohan nhìn về chéo phía bên trái hướng, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy trên nước mắt. Lẩm bẩm lên tiếng, là ba ba cùng Vegeta thúc thúc khí. Mà theo tương lai Son Gohan thanh âm rơi xuống, chỉ thấy bên kia không gian một trận bóp méo. Một đạo bạch quang bên trong, bao quanh một tòa cỗ máy thời gian. Đó là... Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía máy thời gian. Kép siêu công ty tiêu chí. Nên sẽ không là Krillin, Piccolo tiên sinh Han chờ trong não hải người. Đột nhiên xuất hiện cái kia hồi lâu không thấy thân ảnh. Cái kia đỡ lấy một đầu nhím người thu tiền sâu hỏa. Đến như vậy kịp thời à. Son Gohan cũng là nhìn về phía cái hướng kia. Khóe miệng lơ đãng kiều kiều. Chỉ là thời gian 10 ngày, Bulma liền tu bổ máy thời gian. Còn nghiên cứu ra máy thời gian nhiên liệu. Quả nhiên không hổ là máy móc thiên tài. Máy thời gian chậm rãi rơi xuống, lộ ra hai cái quen thuộc đầu. Krillin đám người nhất thời hốc mắt một đỏ. Nước mắt trong nháy mắt tại trong con ngươi lởn vởn. Goku, Goku, Tôn, Ba Ba, chương 189, Zamasu, rốt cuộc hợp thể sao? Ô, tất cả mọi người được không? Son Goku cùng Vegeta từ máy thời gian trong nhảy ra, nhìn mọi người một cái, hỏi. Hiểu, Goku, thật là ngươi a. Krillin cùng Son Goku có thể nói là từ nhỏ đến lớn, cả đời tốt cơ lão, trực tiếp chạy lên chính là một cái Kuma ôm. Trong mắt còn chảy kích động nước mắt, Piccolo mấy người mặc dù không có giống Krillin như vậy tình khó tự khống, nhưng cũng là kích động nhìn Son Goku. Người này... Có thể khoảng chừng vài chục năm chưa từng thấy qua đây. Ba, ba ba, tương lai Son Gohan nhìn Son Goku, mang theo nước mắt, kích động gọi ra. Son Goku quay đầu đi, nhìn Super Saiyan God tương lai Son Gohan, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nói. Gohan, ngươi bây giờ đều trở nên so ba ba cường. Ba ba, ta cùng mẫu thân, mọi người chúng ta, đều rất muốn ngươi. Kiên cường vài chục năm. Nhưng là tại Son Goku trước mặt, hắn hình như là lại biến thành cái kia yêu khóc nhè quỷ nhát gan Son Gohan. Chi chi, nàng có khỏe không? Son Goku nhìn một chút bên này địa cầu, thật là vô cùng thê thảm, muốn còn sống sót, quả thật không là một chuyện dễ dàng. Ân ân, mẫu thân nàng hiện tại cùng Bulma Aji cùng Mona bọn họ tại chung một chỗ. Tương lai Son Gohan áp áp chính mình kích động tâm tình, nói. Mona... Son Goku nghe được cái tên này, cũng là mặt đầy mộng bức. Ừ, là ta thê tử, tương lai Son Gohan không có ý tứ gãi đầu một cái nói. Mà một bên tương lai Vegeta, nhìn trước mắt cùng Son Goku cùng xuất hiện chính mình, không biết nên thế nào đi đối mặt. Rõ ràng chính mình so với hắn lớn hơn vài chục năm, có thể là mình lại không cảm giác được hắn khí tức. Như vậy thì đủ để chứng minh, hắn cũng cùng Son Gohan đám người một dạng. Đạt tới Super Saiyan God cảnh giới. Vậy mà mỗi một người đều đem ta vượt qua, đáng ghét. Vegeta ghen, ngay cả mình đều không buông tha. Mà Son Goku cùng Vegeta ánh mắt, rốt cuộc thì rơi vào hắc ám người Zamasu trên người. Quả nhiên là cùng ta giống nhau như đúc a. Son Goku đập chép miệng, người này, trừ trên mặt gian ác, hoàn toàn chính là chiếu chính mình dáng vẻ sao chép được nha. Đương nhiên,
hắn không biết là, đó vốn chính là thân thể của hắn. Bất quá, người này nhìn qua rất mạnh a. Son Goku bóp nắm quả đấm, thật là làm cho người không ức chế được hưng phấn ra hỏa. Hừ, Kakalo, trước khi tới có thể nói tốt, người này, để ta làm đánh ngã. Vegeta tiến lên một bước, đưa ra tay trái, ngăn trở Son Goku. Cái kia mọc ra Kakalo khuôn mặt ra hỏa, thật đúng là khiến người càng xem càng khó chịu a. Ô, Vegeta, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta. Nghe Son Goku cùng Vegeta hai người đối thoại, hắc ám người Yamasu cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Vegeta nói. Cắt, rác rưởi đồ vật, hôm nay liền khiến ngươi xem một chút Super Saiyan God Vegeta lợi hại. Vegeta lần hai một bước tiến lên trước, thân hình dung một cái, chính là trực tiếp biến thành Super Saiyan. Khóe miệng, nâng lên tự tin độ cong. Quả nhiên, ngay cả bên kia Vegeta đều có thể biến thành Super Saiyan God sao. Piccolo cùng Krillin bọn người là kinh ngạc nhìn Vegeta. Người này có thể biến thành Super Saiyan God nói, như vậy Goku nhất định cũng có thể lạp. Thật không biết cái này đàn yêu nghiệt là tu luyện thế nào. Vốn là tương lai Son Gohan còn muốn ngăn cản Vegeta, nhưng nhìn đến Vegeta thực lực sau đó, lui xuống. Mà Son Goku, chính là đi tới Son Gohan bên cạnh. Vốn là đầu tiên nhìn thấy Yamasu thời điểm, hắn còn là phi thường khiếp sợ, bởi vì đệ thập vũ trụ Yamasu đã bị Beerus tiêu diệt. Bất quá bây giờ xem ra, bên kia Yamasu biến mất, cũng không có thay đổi cái này thời không tình huống. Một cái phụ trách sáng tạo cùng duy trì cân bằng kiến tập thần Kaio, vậy mà làm ra loại này ngay cả thần hủy diệt đều không làm được sự tình. Còn thật là khiến người tức giận a. Nhìn giống như chó chết bị giẫm ở dưới chân Yamasu, hài hước mở miệng hỏi, ô, Yamasu, người đây là đang cảm thụ đại ấm áp sao? Thích, bị Son Goku như vậy một chiêu chọc, Yamasu biểu tình càng là khó coi mấy phần. Chỉ bất quá, nếu không phải hiện tại tại chính mình bị giẫm đạp trên mặt đất nói không nói. Thật muốn đưa Son Goku 10.000 câu MMP. Cả ngày lẫn đêm đem chính nghĩa treo ở bên mép thần, còn tưởng rằng có cái gì không nổi đây. Người cái này thần, cũng quá phế. Son Gohan nhíu nhíu khóe miệng, một cước đem Yamasu đá bay ra ngoài. Yamasu thân thể nặng nề khảm nạm vào bỏ hoang trong kiến trúc. Nguyên bản hắn cho là, chỉ cần mình đạt được trường sinh bất tử siêu năng lực, vũ trụ này giữa hết thảy liền có thể mặc cho chính mình định đoạt. Nhưng là tại Saiyan trong miệng, lại thành một cái đánh không vỡ bao cát cùng dẫm đạp bất tử tiểu cường. Càng để cho người tức giận là, hắn vậy mà cảm giác Son Gohan nói rất có đạo lý. Bởi vì không có sức chiến đấu hắn, chỉ có bị treo lên đánh phần. Ngoặc kép chấm, Yamasu, chuẩn bị hợp thể đi. Yamasu đứng ở trong phế tích, biểu tình âm hiểm, hướng về phía hắc ám người Yamasu truyền âm nói. Son Gohan chờ những này đáng ghét Saiyan cường đại, đã hoàn toàn siêu ra bản thân dự đoán. Mà còn, hiện tại ngay cả khác thời không Son Goku cùng Vegeta đều đã chạy tới. Bốn cái Super Saiyan God, còn có thực lực đó không biết Son Gohan. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Vĩ đại thần vậy mà khiến mấy cái đệ tiện Saiyan bước đến một bước này, thật đúng là cực lớn sỉ nhục. Bất quá, loại sỉ nhục này sẽ cùng theo cả nhân loại biến mất, mãi mãi xa biến mất. Vĩ đại nhân loại không kế hoạch, lập tức phải thực hiện. Cái kia chính nghĩa cắt tốt đẹp thế giới, quyết không cho phép để nhóm này bẩn thỉu Saiyan ô nhục. Giống, hợp thể sao? Hắc ám người Yamasu nghe được Yamasu truyền âm, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cũng được, là thời điểm khiến những này ngu xuẩn triệu sao triệu nhân loại biết, thần, là cỡ nào không thể xâm phạm, tại thần trước mặt, bọn họ là cỡ nào nhỏ bé. Thần vĩ đại, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Hắc ám người Yamasu cùng Vegeta hai người quả đấm nặng nề đụng nhau. Hắc ám người Yamasu thân thể, chính là khiến Vegeta cực kỳ kinh ngạc bay rớt ra ngoài. Sau đó bắn vào trong phế tích, mà Vegeta, cho là chính mình lực lượng áp chế hắc ám người Yamasu, còn tại dương dương đắc ý thời điểm. Yamasu hai người vị trí trong khu phế tích kia, toàn bộ không gian vậy mà sau đó một khắc vặn vẹo. Từng đạo tia sáng chói mắt, từ kia phế tích trong bắn ra. Toàn bộ khu phế tích, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm màu tím ánh sao. Một cổ cường đại đến kinh người nghẹt thở uy áp, từ Yamasu trên người truyền tới.
Mà Son Gohan cũng là ánh mắt trầm thấp nhìn về phía Yamasu. Rốt cuộc, hợp thể sao? Chương 190, kinh khủng Yamasu. Một cổ không ai sánh bằng khí thế mênh mông từ Yamasu trên người truyền tới. Vẫn là Yamasu khuôn mặt cùng vóc người, chỉ là đỉnh đầu kiểu tóc, chính là hắc ám người Yamasu màu trắng kiểu tóc. Toàn thân, thiêu đốt hừng hực tím chơi bời giữa ngọn lửa cháy mạnh. Yamasu thân thể, chậm rãi thăng tới bầu trời. Nhắm mắt lại, khóe miệng thật cao nâng lên, hưởng thụ loại kia khiến chính hắn đều không cách nào tưởng tượng siêu cường thực lực. Thân ta tư thức là chính nghĩa, thân ta tư thức là thế giới, ca ngợi quỳ lại đi. Cái này cao quý thần thánh bất tử thân tối cường chi thần, Yamasu. Yamasu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, từ từ mở mắt. Son Goku chờ tất cả mọi người, đều là bị cái này vượt qua nghĩ tượng khí, khiếp sợ đến. Quá mạnh mẽ, này cổ khí, cường đại đến khiến người nghẹt thở. Krillin cùng Piccolo đám người, cơ hồ là có chút sự khó thở lên. Ngu xuẩn phàm nhân A, các ngươi lại dám ba phen mấy bận khiêu chiến thần quyền uy, chuẩn bị xong tiếp nhận sợ hãi và tuyệt vọng sao? Yamasu hai tay mở ra, mắt nhìn xuống dưới người tất cả mọi người. Ta cảm giác hai đạo siêu cường lực lượng chính tại dung hợp, vô hạn bành trướng lực lượng cùng bất tử chi khu hoàn mỹ dung hợp, cỡ nào sảng khoái thích hí cảm giác A. Tràn đầy cả người, cỡ nào tuyệt vời. Vào thời khắc ấy giữa, đứng trung bình tấn 700 này quanh thân kia nhũ bạch sắc lửa nóng hừng hực, toàn bộ tan vào trong thân thể. Rồi sau đó, phía sau hắn, lại là xuất hiện một cái màu trắng chói mắt hào quang. Mà kia vầng sáng màu trắng bên trong có lấy nhiều bó nhỏ bé kinh khủng sấm sét màu tím. Đùng đùng kinh khủng vang dội. Đây chính là Yamasu hợp thể sau đó lực lượng sao? Xem ra cũng là như vậy a. Son Gohan khóe miệng chứa đựng nụ cười tự tin. Nhìn lăng lập bầu trời Yamasu, mà còn hắn lực lượng, một mực đều đang tăng trưởng. Lấy một loại phi thường tốc độ kinh khủng. Không được, nhất định phải khiến người khác xa cách nơi này, bằng không, tiếp theo kinh khủng chiến đấu, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Nghĩ đến đây, Son Gohan đầu ngón tay nhẹ một chút mi tâm, thân thể đột nhiên xuất hiện ở Piccolo chờ bên người thân. Piccolo thúc thúc, Krillin, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Son Gohan hướng về phía xa xa xem cuộc chiến mấy người nói. Thích thích thích, không thể với các ngươi chiến đấu với nhau, thật thật không cam lòng a. Piccolo mấy người đều là cao mày, thật chặt bóp nắm quả đấm. Làm địa cầu Z chiến sĩ, địa cầu gặp phải như thế tai nạn, bọn họ cũng thật sự muốn đi chiến đấu. Bất quá, bọn họ cũng biết, tiếp tục ở nơi này trong, chỉ sẽ trở thành Goku cùng Gohan bọn họ, Abe, gánh nặng. Quả đấm hơi hơi thả lỏng. Đi thôi, loại chiến đấu này, chúng ta ra không trên lực. Piccolo gật đầu một cái, một tay khoác lên Son Gohan đầu vai. Krillin cùng Tiên Xin Han mấy người, cũng là lần lượt khoác lên Piccolo sau lưng. Chỉ thấy Vegeta sắc mặt khó coi biến thành màu đen, kịch liệt tư tưởng sau đó, chính là vừa nghiêng đầu, không có ý định cùng Piccolo bọn họ cùng một chỗ trở về. Muốn đi, các ngươi đừng mơ tưởng. Yamasu nhìn Son Gohan động tác, sau lưng quang trong vòng, bắn ra hai đạo màu tím kinh khủng lôi điện. Chỉ bất quá, Son Gohan thân thể trong nháy mắt liền biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một cái to lớn thiên khanh. Hừ, đi sao, không có vấn đề lạp, tại thần quang chiếu sáng bên dưới, hết thảy khảng đồ bẩn. Đều sẽ hóa thành hư vô. Yamasu cũng không có đuổi bắt Son Gohan ý tứ, mà là nhìn về phía Son Goku mấy người. Đã như vậy, vậy liền trước giải quyết những này trước mắt kiến hôi đi. Chấm chấm chấm, Son Gohan mang theo Piccolo đám người, trong nháy mắt xuất hiện ở đại bản doanh. Hiểu, Gohan, hắc ám người đánh bại sao? Chi Chi cùng Bulma đám người, nhìn thấy Son Gohan mấy người xuất hiện, mau tới trước, khẩn cấp dò hỏi. Không có, ta hiện tại không có thời gian cho giải thích, ta muốn đưa các ngươi đi xa một chút địa phương, mọi người tay trong tay, làm thành một vòng. Son Gohan thanh âm rơi xuống, nhìn Son Gohan nghiêm túc biểu tình, Chi Chi Bulma mấy người cũng lại không đi đặt câu hỏi, mà là dựa theo Son Gohan nói. Làm thành một vòng tròn, cảm thụ nửa ngày, Son Gohan thủy chung là không có cảm nhận được phụ cận tinh cầu tức giận ba động. Nghĩ đến, phụ cận trên tinh cầu cư dân, đều đã bị Yamasu bọn họ toàn bộ giết chết đi. Không có cách nào, chỉ có thể tận lực đem tất cả mọi người mang tới khoảng cách chiến đấu địa phương khá xa địa phương.
Ngu xuẩn các phàm nhân, tiếp nhận thần thẩm phán đi. Yamasu hai tay nâng lên, trong lúc bất chợt, kia sau lưng quang trong vòng, đột nhiên toát ra bóng đá cười một tiếng sấm sét màu tím, tụ tập đến Yamasu đỉnh đầu. Tạo thành vô số điểm sáng màu tím, thẩm phán nhận, cảm thụ hoảng sợ đi. Ta Yamasu, mới là cái thế giới này quang, thế giới pháp, hết thảy khảng đồ bẩn, tại ta thần quang soi thoáng cái, đều sắp biến mất. Yamasu tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu điểm sáng màu tím, chính là trong nháy mắt hóa thành màu tím lưỡi dao sắc bén, hướng Son Goku đám người bắn xuống đi. Mọi người cẩn thận, tương lai Son Gohan cao mày nhắc nhở một câu. Trong hai tay, hội tụ ra năng lượng thật lớn cầu. Hướng màu tím kia lưỡi dao sắc bén đập tới. Son Goku cùng Vegeta hai người, cũng là đồng dạng động tác. Chỉ bất quá màu tím kia lưỡi dao sắc bén số lượng thật sự là quá nhiều. Bọn họ chỉ có thể tận lực không để cho lưỡi dao sắc bén bắn chúng. Mà phần lớn lưỡi dao sắc bén, chính là chen vào trong mặt đất. Sau một khắc, ầm ầm muốn nổ tung lên. Có thể, đáng ghét ra hỏa. Tương lai Son Gohan cùng Son Goku Vegeta ba người thật chặt bóp nắm quả đấm. Ha, ba người đều là gầm lên giận dữ, thân thể nhảy một cái. Kamehameha, Kamehameha, cuối cùng tia chớp. Đồng thời hướng về phía đánh ra bản thân một kích mạnh nhất. Kinh khủng nổ mạnh kèm theo kịch liệt khói súng. Mặc dù không thấy rõ Yamasu thân ảnh, nhưng là Son Goku đám người chân mày chính là thật chặt nhíu lại. Tên biến thái này ra hỏa, khí tức hoàn toàn liền không có chút nào rối loạn. Vậy mà chống cự ba người bọn họ công kích, mà còn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hợp thể sau đó Yamasu, rốt cuộc là một cái dạng gì yêu quái? Còn không muốn thừa nhận các ngươi Saiyan vô năng sao? Vậy hãy để cho các ngươi lãnh giáo một chút vĩ đại thần lực lượng đi. Yamasu nhàn nhạt thanh âm từ trong khói súng truyền tới. Đợi khói súng chậm rãi tản đi, chỉ thấy Yamasu trên hai tay, kinh khủng năng lượng màu tím hướng đỉnh đầu hội tụ lên. Hút một cái sau đó lại là biến ảo thành một cái to lớn hư tượng. Ba đạo kinh khủng sấm sét màu tím, bắt đầu từ kia hư tượng trong bắn ra. Tốc độ nhanh. Khiến tương lai Son Gohan đám người căn bản là tới không kịp né tránh. Gặp, ba người kinh hoàng nhìn kia to lớn sấm sét màu tím, cả kinh thất sắc. Ầm ầm ầm, thiểm điện đánh xuống, trực tiếp đem mặt đất bổ ra một cái hố to, mà Son Goku ba người, quỳ một gối xuống tại to đáy hố. Đã biến trở về trạng thái bình thường, nhẹ nhàng thoải mái một kích, dĩ nhiên cũng làm khiến ba cái Super Saiyan God thất đi chiến đấu lực. Ào ào. Vegeta từng ngụm thở hổn hển. Cái này yêu quái, nắm tay chắc chẽ nắm lên, chính là trong thân thể, chính là không sử dụng ra được một chút khí lực. Không nghĩ tới bọn họ và Yamasu giữa chênh lệch, sẽ lớn như vậy. PS, các vị huynh đệ các đại ca, gần nhất sách thành tích không tốt lắm, cho nên mọi người có phiếu hàng tháng hoa hoa cái gì, giúp đỡ ném một chút đi. Gia Gia Tôm ở chỗ này cảm ơn mọi người. Chương 191 SSJ4 siêu thần hoàn mỹ dung hợp. Các ngươi song Saiyan, thời đại mới tức sắp đến, liền khiến cái này vĩ đại thần lực xuyên thủng vũ trụ đi. Yamasu đỉnh đầu to lớn hư tượng trên, có lấy 7-8 đạo sấm sét màu tím điên cuồng chớp động. Sau đó, trực tiếp là hướng Son Goku đám người bổ xuống. Xong, ba người run rẩy thân hình, chính là thân thể căn bản là không làm được gì. Kia sấm sét màu tím tốc độ, bọn họ căn bản là trốn không cùng. Mà tương lai Vegeta cùng Trăng hai người, đứng tại chỗ, run lẩy bẩy nhìn vũ trụ ma vương như vậy Yamasu. Lại là sinh không nổi chút nào sức phản kháng lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia sấm sét màu tím hướng của bọn hắn bổ ra. Đều đi chết đi, bẩn thỉu Saiyan, cái này mỹ lệ tân thế giới, tràn đầy chính nghĩa thế giới, tức sắp đến. Yamasu trên mặt mang theo cười. Nhìn đã thất đi ý thức chiến đấu mấy người, nhàn nhạt mở miệng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng thanh âm trầm thấp, theo số đông thân thể con người sau vang lên. 8 phần vòng sáng chém, 8 đạo viên luân trực tiếp lướt qua mọi người đỉnh đầu, chống lại sấm sét màu tím. Rầm rầm rầm, mấy tiếng nặng nề nổ vang sau đó, chỉ thấy vòng sáng cùng sấm sét màu tím đồng thời muốn nổ tung lên. Biến mất không thấy gì nữa. Yamasu nhìn về phía tấm kia khiến người chán ghét khuôn mặt. Son Gohan, mà Son Gohan thân thể, cũng là chậm rãi rơi vào Son Goku ba người trước mặt. Trang nghiêm là đã biến thành Super Saiyan 4.
nhếch miệng lên thật dài đậu cong. Trăng, tiên đậu, Son Gohan hướng về phía trăng kêu một câu, trăng mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Điểm mũi chân một cái, mau mau bay về phía Son Goku đám người. Lại là loại vật này, các ngươi đừng mơ tưởng. Yamasu ánh mắt lạnh lẽo, hư tượng bên trong lại là bắn ra một tia chớp. Bắn về phía trăng, siêu, Son Gohan thân thể đột nhiên xuất hiện ở trăng trước người, hướng về phía sấm sét màu tím một chưởng đánh ra. Còn muốn vùng vẫy giấy chết sao? Saiyan, Yamasu không chút nào bởi vì Son Gohan tiếp được chính mình công kích mà kinh ngạc, vẫn là mặt đầy cần ăn đòn cười. Cái thế giới này từng bởi vì nhân loại xuất hiện mà trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Bất quá bây giờ, tại thần quang như thường bên dưới, sẽ lại lần nữa khôi phục tốt đẹp. Tê giải chứng, thật đặc biệt sao tặc gà nhi dài dòng. Son Gohan đã sớm biết người này cho má vô dụng đạo lý một đống lớn, chính là không nghĩ tới, vậy mà so Đường Tăng còn muốn có thể nói. Nhìn tấm kia cần ăn đòn khuôn mặt, nhất định phải thưởng hắn hai cái bàn tay mới được. Nha, ha, Son Gohan nắm tay chắc chẽ nắm lên. Nhất thời, một đạo màu xanh lá mạ khí diễm phóng lên cao. Cuối cùng, kia phóng lên cao khí diễm, dần dần dung nhập vào Son Gohan trong thân thể. Mà quanh người hắn, giờ phút này đặt lên một tầng màu xanh nhạt huỳnh quang. Toàn bộ địa cầu nhiệt độ, vào giờ khắc này đều đột nhiên lên cao. Mà loại này nóng bỏng cảm giác, Son Goku đám người cảm giác rất là rõ ràng. Được, thật là mạnh mẽ, cũng chỉ là dựa vào khí, là có thể thay đổi toàn bộ địa cầu nhiệt độ. Trăng đem tiên đậu phân cho Son Goku ba người sau đó, chính là đần độn nhìn Super Saiyan 4 hình thái Son Gohan. Đây chính là Gohan toàn bộ thực lực sao? Đã hoàn toàn vượt qua Super Saiyan God. Không đúng, hẳn là vượt qua Saiyan bất kỳ một loại hình thái. Saiyan, thần uy nghiêm không cho khiêu khích, mà ngươi, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiến thần hổ thẹn, tưởng thật tội đáng chết vạn lần. Yamasu mắt nhìn xuống Son Gohan, kia trong thanh âm, rốt cuộc thì có căm phẫn ngữ khí. Lôi điện chi lực, một lời rơi xuống, Yamasu đỉnh đầu. Xuất hiện lần nữa màu đỏ nhạt khí nhận, toàn bộ hướng Son Gohan hội tụ đi. Hừ, thần cũng chỉ biết chơi loại vật này sao? Quả thực khiến người ta thất vọng hết sức. Son Gohan hoàn toàn không hề bị lay động, khóe miệng mang theo ngả ngớn độ cong, nhàn nhạt lên tiếng. Mà Yamasu kia trong nháy mắt có thể để cho Super Saiyan God Son Goku đám người thất đi chiến đấu lực lôi điện chi lực. Tại đến Son Gohan không đủ một thước khoảng cách lúc, chính là trong nháy mắt biến mất, hóa thành hư vô. Sao, xảy ra chuyện gì? Yamasu rõ ràng là cả kinh. Lôi điện chi lực, vậy mà hoàn toàn tổn thương không hắn. Giật mình sao, tiếp đó, còn có càng giật mình đây. Chỉ thấy Son Gohan thân thể chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Yamasu trước mặt. Vĩ đại thần, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất cảm thụ Super Saiyan God cùng Super Saiyan 4 hoàn mỹ dung hợp người. Son Gohan dương dương khóe miệng, vốn là cái trạng thái này có thể là chuẩn bị đối phó Jiren cái tên kia. Bất kể bây giờ nhìn lại, không lấy ra loại trạng thái này, tựa hồ còn có chút khó mà giải quyết cái này khó dây dưa ra hỏa. Không, cầu hoa tươi, ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, luôn là như vậy tự cho là đúng. Yamasu vừa định bắt đầu chính mình thao thao bất tuyệt, Son Gohan chính là không cho hắn cái này cơ hội, to lớn quả đấm to nặng nề hướng Yamasu tấm kia khiến người nhìn liền không sảng khuôn mặt đánh tới. Tội đáng chết vạn lần sinh vật, tại thân lực lượng bên dưới, run rẩy đi. Yamasu sắc mặt tức giận, người này, luôn là như vậy không để ý tới cảm thụ người khác, cắt ngang người khác nói. Đồng thời một quyền đánh ra đi, mắng, quả đấm vừa mới tiếp xúc, Yamasu chính là cảm giác một cổ kinh khủng nhiệt độ từ quả đấm hướng thân thể của mình trong xâm nhập mà tới. Trong quả đấm, một trận kịch liệt phòng cảm giác, đáng sợ nhiệt độ, Yamasu sắc mặt lần hai trầm xuống, Son Gohan quanh thân che tầng kia thảo ánh sáng màu xanh biếc. Thậm chí có thể đả thương chính mình kinh khủng nhiệt độ. Ô, ngươi xem ra rất giật mình dáng vẻ. Son Gohan khóe miệng khơi màu khinh thường độ cong. Mặc dù Yamasu hợp thể sau đó lực lượng tăng vọt hết sức lợi hại, nhưng so với chính mình theo dự đoán, tựa hồ yếu hơn không ít. Đê tiện Saiyan, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, coi như là hiện tại nghĩ sám hối, cũng đã muộn. Yamasu giận dữ nhìn Son Gohan, trong tay phải năng lượng màu tím ngưng tụ,
cuối cùng biến thành một thanh màu tím liêm đao. Ra tay đi, vĩ đại thần, ta chờ ngươi xe chết ta đây. Son Gohan nhìn giận dữ Zamasu, hướng về phía Zamasu ngoắc ngoắc tay. Son Gohan lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích động tác, hoàn toàn khiến Zamasu chịu không. Trong tay liêm đao vung lên, Son Gohan nhẹ nhõm tránh thoát đi. Chỉ bất quá Son Gohan sau lưng không gian, chính là trực tiếp bị bổ ra một đầu dài dài lỗ. Kinh khủng năng lượng màu tím, từ cái này đều trong lỗ bắn ra. Nhắm thẳng vào Son Gohan. Ngây thơ chiêu thức, Son Gohan thân thể chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Zamasu sau lưng, đấm ra một quyền đi. Zamasu phản ứng cũng là không chậm, một cái xoay người, trực tiếp tiến lên đón Son Gohan quả đấm. Lần hai quả đấm đụng nhau, Zamasu về mặt sức mạnh rõ ràng không có Super Saiyan 4 Son Gohan cường. Quay ngược lại mấy thước, mà lúc này đây, Son Gohan hướng về phía Zamasu cười cười. Này, kẻ lỗ mãng, xem phía sau ngươi. Chương 192, điên cuồng Zamasu. Cái gì? Nghe được Son Gohan nói, Zamasu kinh hãi. Chỉ bất quá còn không có quay đầu lại, một từng trận đau nhức bắt đầu từ sau lưng truyền tới. Thân thể bị thương nặng bay ra ngoài. Sau lưng, một mảnh bừa bãi. Không có thể tha thứ. Tuyệt đối không có thể tha thứ. Zamasu điên cuồng hô lên, ngũ quan hoàn toàn bóp méo, giống như là một cái nổi điên Joker. Thần ban cho ngu xuẩn phàm nhân trí tuệ, mà những này ngu xuẩn nhân loại, lại một lần lợi dụng thần ban cho trí tuệ đi làm nhục thần. Tuyệt đối không có thể tha thứ. Ha, Zamasu quát lên như sấm, thân thể lại là không bị khống chế thay đổi đại hơn hai lần. Màu đỏ nhạt khí diễm, lần hai bạo thể mà ra. Hiển nhiên là giận dữ Zamasu đã gần như điên cuồng bên bờ, khó khống chế, lẻ hai ba, thân thể của mình trong kia khí tức kinh khủng. Đi chết đi cho ta. Zamasu khí tức quanh người, đột nhiên toàn bộ ngưng kết tại bên phải trên lòng bàn tay, tạo thành một cái dài 40 mét đại đao. Hướng về phía Son Gohan hung hãn vỗ xuống. Đến đây đi, Son Gohan trọng tâm trong nháy mắt điều động hạ. Hai tay đứng ở bên phải trên háng. Kamehameha. Năng lượng màu xanh lam từ giữa song trường sinh ra. Nha ha, không chút do dự nào, trực tiếp là hướng về phía Zamasu đập tới. Răng rắc, hút một cái sau đó, từng đạo thanh thúy tiếng vang, phá lệ chói tai, tại yên tĩnh trong không khí vang vọng. Chỉ thấy Zamasu trên tay phải màu tím khí nhận, lại là xuất hiện từng cái vết nứt. Tại hắn không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, trực tiếp vỡ thành điểm sáng màu tím. Vương vãi xuống. Mà Zamasu thân thể, cũng là kèm theo kinh hoàng gầm to, bị Kamehameha thôn phệ đi vào. Thành công, Trăng kích động nhìn một màn trước mắt. Son Gohan Kamehameha uy lực lớn khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Thật là khủng bố công kích, cơ hồ không có người có thể còn sống sót. Còn không có, Son Goku lắc đầu một cái. Mặc dù Son Gohan mới vừa rồi Kamehameha cường đại khiến người nội tâm phát run. Chính là cái tên kia chính là giữ có bất tử chi thân. Mà còn, hắn khí như cũ vẫn tồn tại, chỉ bất quá, tựa hồ giảm yếu rất nhiều. Mà còn, dị thường rối loạn, chờ Kamehameha hoàn toàn tán đi, Zamasu thân thể xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, lúc này Zamasu, chật vật cực kỳ. Sau lưng thần vòng sáng cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nửa người thay đổi vô cùng dọa người. Có màu tím, giống như là phát mục nát thi thể. Chất lỏng màu tím, tí tách tích trên mặt đất. Không thể nào, tại sao có thể như vậy, ta bất tử chi thân. Ta thần ánh sáng, Zamasu kinh hoàng nhìn lúc này chính mình, mặt đầy không thể tin. Rõ ràng mình đã là bất tử chi thân, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không minh bạch sao, đem ngươi làm cùng Son Goku thân thể hợp thể một khắc kia, ngươi đã sớm không còn là bất tử chi thân. Nếu không, ngươi cho rằng là chỉ bằng hai ngươi, có năng lực ở trước mặt ta hợp thể. Son Gohan nhàn nhạt giải thích, nếu như hắn không muốn để cho Zamasu cùng hắc ám người Zamasu hợp thể, đơn giản là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Chỉ cần toàn lực giết chết hắc ám người Zamasu liền có thể. Bất quá, nói như vậy, có thể cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt Zamasu. Mà chỉ cần bọn họ hợp thể, như vậy chính mình liền có lòng tin. Đem Zamasu hoàn toàn gạt bỏ. Zamasu chậm rãi cúi xuống cao quý đầu. Trong mắt, chính là tràn ngập màu tím đậm,
nhiều bó thiểm điện, tại trong con ngươi chớp động. Ta vậy mà, sẽ đối phó không đều cái bẩn thỉu nhân loại, như thế không dụng thần. Yamasu cúi đầu, tự lẩm bẩm, như thế không dụng thần, cho ta hủy diệt đi. Chính nghĩa ánh sáng, bổ chúng ta đi. Một mực cúi đầu Yamasu, đột nhiên giống giận lên tiếng, trên hai tay nâng. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ thiên không bị màu tím bao trùm, màu tím kia trong đám mây, đột nhiên bổ ra vô số đạo ám màu tím lôi điện chi lực. Mỗi một đạo đều là mang theo khí tức hủy diệt, toàn bộ chém tại Yamasu trên người. Nha nha nha, Yamasu bị bọc tại màu tím thiểm điện bên trong, phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết. Mà thân thể của hắn, vào giờ khắc này, cũng là phát sinh biến hóa lớn. Toàn thân quần áo trực tiếp hóa thành tro bụi, thân thể cũng là vào giờ khắc này, hòa tan thành mở ra màu tím khiến người nôn mửa đồ vật không. Màu tím thiểm điện lại là tại Son Gohan đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, toàn bộ dung nhập vào kia mở ra màu tím vật thể trong. Sau một khắc, kia than màu tím đồ vật, lần hai ngưng tụ lên, cuối cùng, tạo thành một cái nhân hình. Đương nhiên, cũng chỉ là hình người mà thôi. Bởi vì hắn toàn thân, bao gồm trên mặt, toàn bộ giống như là bị axit ăn mòn qua một dạng. Còn có chất lỏng màu tím không ngừng nhỏ xuống. Một vòng ám tự sắc khí diễm tại quanh thân lượn lờ. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn chính là cái này xấu xí vô cùng quái vật. Tí tí tí, đây là thần, thật đặc biệt nương xấu a. Son Gohan nhìn lúc này Yamasu, xuất phát từ nội tâm lắc đầu một cái. Ẩm chậm chỉ khát biện pháp mà thôi. Khí căn bản cũng không có tăng lên nhiều ít. Mặc dù trên lực lượng khả năng sẽ có tăng lên, nhưng là tốc độ căn bản là theo không kịp. Liền cùng Super Saiyan đoạn thứ 2 biến thân tương tự. Saiyan, tiếp đó, người liền cẩn thận cảm thụ thần lực lượng đi. Yamasu kinh khủng kia trên mặt, lộ ra một cái uy nghiêm tươi cười. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Ha, dưới chân một dẫm mặt đất, thân thể bay thẳng đến Son Gohan lướt qua đi. Quả nhiên là như vậy sao? Son Gohan nhìn Yamasu, tốc độ của hắn rõ ràng đã không bằng trước. Cứ như vậy 5, 8 tốc độ, căn bản là không thể nào theo kịp chính mình. Bất quá, hắn lúc này cũng không muốn dựa vào tốc độ đi lấy thắng. Nếu đây chính là Yamasu lấy làm tự hào lực lượng, vậy hãy để cho hắn nhìn một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Triệt để đánh bại hắn, khiến hắn nhìn một chút, thần. Tại Super Saiyan 4 trước mặt, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Bỏ trở lại cho ta đi. Son Gohan thân thể vút qua. Trên cánh tay phải bao quanh một tầng lãnh đạm lục sắc quang mang. Hai người quả đấm nặng nề đụng vào nhau. Yamasu quả đấm tựa như thùng miệng kích cỡ tương đương. Cái này vừa đụng chạm, nhìn qua phá lệ không sắp xếp. Chỉ bất qua tại quả đấm va chạm trong nháy mắt, Yamasu kia hao như vậy thân hình khổng lồ, thẳng bay rất ra ngoài, sau đó, nặng nề đập xuống đất. Chương 193, như thế không dụng thần, cho ta hủy diệt đi. Làm lực lượng biến thành xấu xí, người cái này thần, thật đúng là khiến người đáng thương a. Son Gohan thân thể trực tiếp xuất hiện tại Yamasu bên người. Nhìn kia to lớn thân thể không ngừng run rẩy Yamasu, nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời, tay trái xuống phía dưới một đống, bàn tay chính là ngưng tụ lại màu xanh lá mạ dài 7 thước kiếm. Chỉ hướng Yamasu, giống loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng không thể minh bạch, chính nghĩa, rốt cuộc ý vị như thế nào. Thần Kaio chức trách, lại là cái gì? Nói rõ ràng, người cái gì cũng không biết, mới là đáng thương nhất kia một cái. Son Gohan từng chữ từng câu hướng về phía Yamasu nói. Hắn không phải ngu xuẩn đến hy vọng Yamasu có thể lạc đường biết quay lại. Chỉ là muốn hắn có thể đủ tại tử vong trước, hiểu được, hắn chỗ theo đuổi chính nghĩa, tốt đẹp thế giới, là cỡ nào hoang đường. Yamasu cúi đầu, cắn chặt hàm răng, thì thào nhỏ nhẹ. Bẩn thỉu Saiyan, lại dám vi phạm thần ý đồ, lại dám vi phạm chính nghĩa. Rất rõ ràng, Son Gohan nói. Hắn một câu đều không có nghe lọt. Căm phẫn, còn có đối với nhân loại căm ghét chấp niệm, hoàn toàn để trong lòng hắn vặn vẹo. Cái gì là chính nghĩa? Thần, chính là chính nghĩa. Thần tự trách, chính là mặt sát hết thảy không mỹ hảo sự vật, khai sáng một cái cùng không một hài, tốt đẹp thế giới. Ở đó một tốt đẹp thời đại mới trong, không có ích kỷ, không có tham lam, tất cả mọi thứ, chỉ cần nghe theo thần ý đồ đi thực thi. Chuyện này, mới là một cái thần chức trách,
mà muốn đạt thành chính mình tâm nguyện, bước đầu tiên, chính là mất đi tất cả nhân loại. Cái này đàn ích kỷ, tham lam, ngu muội, bẩn thỉu sinh vật cấp thấp. Yamasu trong ánh mắt chớp động âm u hồng mang, trên lòng bàn tay, một tầng hào quang màu tím thấm, lấp lánh chớp động. Đi chết đi cho ta. Nổi lên hồi lâu, Yamasu đột nhiên chân vừa đạp mặt đất, trên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài màu đỏ nhạt lưỡi dao sắc bén, hướng Son Gohan ngực đã đâm đi. Khóe miệng, lộ ra điên cuồng độ cong. Bộ kia dung nhan, phối hợp với kia uy nghiêm độ cong, khiến người rợn cả tóc gáy. Loảng xoảng, nhìn đột nhiên đánh tới Yamasu, Son Gohan sắc mặt không thay đổi chút nào, tay phải đột nhiên lộ ra, nhẹ nhõm đem kia cách mình lồng ngực không đủ ba tấc ám tử sắc lưỡi dao sắc bén nắm trong tay. Đối phó một cái trong miệng mình vô năng Saiyan, còn muốn làm đánh lén, thần mặt mũi, cho ngươi mất hết. Son Gohan không chút nào tiến hành che giấu tiếng giễu cợt truyền tới. Bên phải trên lòng bàn tay màu xanh lá mạ khí nhận, trực tiếp hướng về phía Yamasu ngực đâm xuống. Yamasu sắc mặt biến đổi lớn, thân thể run rẩy run rẩy. Rất rõ ràng, không còn là xong cả bất tử chi thân hắn, cái này đâm một cái, thừa nhận to lớn chỗ đau. Ngu xuẩn ra hỏa, ta có thể là bất tử thân a. Yamasu cố nén đau nhức, âm dương quái khí thanh âm hướng về phía Son Gohan nói. Ngay sau đó, ngực vết thương nhanh chóng khép lại. Ồ, còn có thể sống lại sao? Son Gohan kinh ngạc nhìn một chút Yamasu. Mặc dù biết người này dung hợp hắc ám người Yamasu đã sớm không phải xong cả bất tử chi thân, nhưng là như cũ có lấy bất tử chi thân Yamasu tồn tại, tu bổ năng lực có thể nói kinh khủng. Vậy, như vậy chứ? Son Gohan vung động trong tay thảo kiếm lớn màu xanh lục, hướng về phía Yamasu mấy lần huy động. Yamasu cơ hồ là không có lực phản kháng, chỉ thấy trên thân thể xuất hiện vô số đạo màu tím ánh sáng. Nha a a, mà Yamasu ngũ quan hoàn toàn méo mó lên, đau đớn kịch liệt, khiến hắn phát ra sắc bén heo tiếng kêu. Chỉ bất quá, Yamasu thân thể cũng không có bị chém thành mấy khối, mà là ở mấy hút sau đó, màu tím kia ánh sáng lần nữa biến mất. Yamasu toàn thân mồ hôi như mưa rơi, thở hồng hộc, khí tức lần hai hạ xuống. Thật đúng là một khó dây dưa ra hỏa a. Son Gohan chứa đựng cười, lắc đầu một cái. Đã như vậy khó dây dưa, kia liền trực tiếp đánh thành cho chính là. Son Gohan thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, rời khỏi năm trượng khoảng cách. Học Yamasu ngữ khí, hướng về phía Yamasu nói. Chính nghĩa thần a, cái này một lần, liền cho ta hoàn toàn biến mất đi. Rồi sau đó, nghiêm mặt, hai tay để tại bên phải trên háng, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt hướng Son Gohan lòng bàn tay hội tụ đi. Năng lượng kéo dài tăng vọt, lại tăng vọt, dù là lấy Son Gohan vô hạn năng lượng thân thể, vào giờ khắc này, lại có một loại gần như trạng thái khô kiệt. Đây là Kamehameha sao? Son Goku trợn to hai mắt, nhìn Son Gohan. Lúc này Son Gohan, cả người đều bị bọc tại năng lượng màu xanh lam cầu chính giữa. Tựa hồ năng lượng đó đều trải qua vô hạn áp xúc, mỗi một tấc đều có hủy thiên diệt địa uy. Người này, hắn có thể lượng không có cực hạn sao? Vegeta cùng tương lai Son Gohan mấy người đều là nắm thật chặt quyền. Nhìn Son Gohan quanh thân năng lượng cầu, kia năng lượng kinh khủng cầu, cho dù là đạt tới Super Saiyan bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ chạm vào tất tổn thương. Một điểm này, bọn họ tuyệt không nghi ngờ. Mà Yamasu, giờ khắc này, nhìn kinh khủng kia đến không cách nào so sánh năng lượng cầu, rốt cuộc thì bắt đầu sợ hãi. Thân thể vậy mà run rẩy, bởi vì hoảng sợ, không thể nào, thân ta là trong vũ trụ vĩ đại nhất thần, thế nào sẽ bởi vì là một cái bẩn thỉu Saiyan sinh ra hoảng sợ tâm lý. Tuyệt đối không thể nào. Nha nha, thanh âm bén nhọn vang lên lần nữa. Đỏ nhạt trong sen lẫn điểm đen khí tức, trong nháy mắt phóng lên cao. Cao đến trăm trượng, gặp lại, vĩ đại thần. Thần ở năng lượng cầu bên trong Son Gohan, khóe miệng vén lên một vòng tà mị độ cong. Ha, hang miệng như vậy vai u thịt bắp tia năng lượng, lộ ra quả trùy hình dáng, hướng khí tức kinh khủng Yamasu, đập tới. Kinh khủng kia năng lượng màu xanh lam chùm ánh sáng bên trong, hàm chứa khí tức tử vong. Yamasu có thể không không ba lấy rõ ràng cảm nhận được. Không, Yamasu kinh hoàng sắc bén tiếng kêu, tại toàn bộ trong không khí vang tới. Mà thân thể của hắn,
trực tiếp bị năng lượng màu xanh lam chùm ánh sáng bao trùm, thôn phệ. Kia màu đỏ nhạt khí tuyền, một chút nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lần này, thành công sao? Tương lai Son Gohan ánh mắt đờ đẫn nhìn kinh khủng kia năng lượng màu xanh lam cầu chậm rãi biến mất ở địa cầu phần cuối. Mà Yamasu khí, tựa hồ, đã biến mất. Hẳn, là thành công. Son Goku cùng Vegeta mấy người, cũng là đần độn gật đầu một cái. Thật là cái ương ngạnh ra hỏa a. Son Gohan chứa chứa khóe miệng, tự lẩm bẩm. Đợi năng lượng màu xanh lam chùm ánh sáng hoàn toàn biến mất, Yamasu thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái đầu, kiên cường dừng lại ở bầu trời. Kia hình thoi trong hốc mắt, lộ ra nồng đậm hoảng sợ, không cam lòng, còn có vô tận căm phẫn. Son Gohan từng bước đi tới, lòng bàn tay nhắm ngay viên kia cô đơn đầu. Không biết nên gọi ngươi Gim kiên cường vẫn là ngựa kiên cường. Mượn dùng trước ngươi nói, như thế không dụng thần, cho ta hủy diệt đi. Dứt lời, Son Gohan lòng bàn tay một nguồn năng lượng bắn ra. Yamasu khí tức, hoàn toàn trên địa cầu biến mất. PS, các anh, cầu đặt, cầu phiếu hàng tháng, cầu hoa hoa, cầu phiếu đề cử. Các loại van cầu cầu A, chương 195 SSJ4O Hồng Thần. Oanh, Son Gohan lòng bàn tay năng lượng cầu trực tiếp đánh tại Yamasu còn lại cái đầu kia trên. Mà ngựa kiên cường còn sót lại cái đầu kia, tại năng lượng kinh khủng cầu trong, nhanh chóng biến mất. Hóa thành điểm điểm tinh quang, thần vậy mà thua khiến nhân loại. A ha ha ha, trong thiên địa, chỉ còn lại Yamasu sắc bén lại điên tiếng cười điên cuồng. Quá tốt, rốt cuộc tiêu diệt hắn. Trăng bóp nắm quả đấm, trên mặt trong nháy mắt đặt lên một tầng thần sắc kích động. Địa cầu, rốt cuộc thì lần hai được cứu. Cảm ơn ngươi, Gohan. Trăng cùng tương lai Son Gohan đều là đem ánh mắt nhìn về phía Son Gohan. Ba lần. Không nghĩ tới Son Gohan đã cứu vớt qua bọn họ cầu ba lần. Từ nay về sau, tuyệt đối không thể để cho địa cầu gặp loại đả kích này. Trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Cái này liền đem Yamasu hoàn toàn tiêu diệt sao? Son Goku cùng Vegeta hai người kinh ngạc nhìn Son Gohan bóng lưng, trong lòng âm thầm phỉ báng. Nguyên lai like mình hai người, truyền đưa tới là vì làm khán giả nha. Thật tiêu diệt sao? Một chút Yamasu khí tức đều không cảm giác được. Son Gohan đứng tại chỗ ánh mắt quét nhìn bốn phía. Quả thật đã không cảm giác được Yamasu khí tức. Bất quá, trong lòng của hắn, chung quy lại là có loại cảm giác bất an thấy. Tại Dragon Ball Super nội dung cốt truyện trong, Yamasu bị Trăng hoàn toàn tiêu diệt sau đó, cái tên kia, nhưng cũng không có thật sự biến mất. Đang lúc Trăng cùng tương lai Son Gohan còn đắm chìm trong tiêu diệt Yamasu trong kích động lúc. Đột nhiên, một đạo màu đỏ nhạt kinh khủng chùm ánh sáng, bên trong xen lẫn cuồn cuộn khói đen, xé ra mặt đất, phóng lên cao. Trong nháy mắt sau đó, kia năng lượng màu đỏ sậm bên trong khói đen, liền đem toàn bộ địa cầu bao trùm đi. Màu xanh thẳm địa cầu, lúc này đen kịt một màu. Hút một cái sau đó, kia cuồn cuộn đầy trời khói đen, lại là quỷ dị biến ảo thành Yamasu khuôn mặt. Đếm không hết Yamasu khóe miệng, nhìn về phía địa cầu. Khóe miệng mang theo thật dài gian ác độ cong. Người này, quả nhiên là bỏ qua chính mình thần bề ngoài sao. Son Gohan mày nhíu lại mặt nhăn. Ha, Kamehameha. Son Gohan lần hai hướng Yamasu diện mạo đập tới. Có thể là chính mình công kích, lại giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt biến mất, bị cắn nuốt. Sao, xảy ra chuyện gì? Trăng trong nháy mắt mộng bức, nhìn đầy trời Yamasu gian ác diện mạo, thân thể không bị khống chế rung rung. Gim, Yamasu, tương lai Son Gohan cùng Vegeta Son Goku đám người, cũng là vô cùng kinh hãi. Son Gohan mới vừa rồi kia một cái siêu cường Kamehameha cũng không có đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt sao. Ôi ôi ôi, Yamasu kia sắc bén giống như quỷ mị gầm to, khiến người nội tâm phát run. Đại sau khi cười xong, kia gian ác diện mạo, vậy mà hơi hơi mở ra, ám trùm sáng màu đỏ, giống như đầy trời mưa sa chút xuống xuống. Chỗ rơi chỗ, toàn bộ hóa thành cho bụi. Son Goku đám người mau mau điều động khí tức, tại bản thân tạo thành năng lượng bình chướng. Đáng ghét ra hỏa, Son Gohan nhìn kia đầy thiên tà ác diện mạo, cắn cắn răng. Dựa vào bản thân một người lực lượng, hiện tại căn bản là hoàn toàn không có cách nào tiêu diệt hóa thân vũ trụ Yamasu.
vẫn là trước đưa bọn họ nhận lấy đi. Son Gohan đầu ngón tay nhẹ một chút mi tâm, thân thể trong nháy mắt biến mất. Son Goku cùng Vegeta đám người có thể chính mình dựa vào khí sinh thành năng lượng bình chướng, nhưng là Bulma còn có những kia bình thường người may mắn còn sống sót, cũng không có cái năng lực kia. Cho dù là Piccolo đám người, sợ là cũng không tiếp nổi Zamasu một lần công kích. Chỉ là nửa phút thời gian, Son Gohan thân thể xuất hiện lần nữa mới vừa rồi địa phương. Chỉ bất quá, lúc này sau lưng của hắn, nhiều hơn 100 người. Bulma, Chi Chi, Piccolo, Krillin, đều ở tại liệt, hiểu, Goku, thật là ngươi. Chi Chi nhìn thấy Son Goku trong nháy mắt đó, trực tiếp nước mắt vỡ. Sắp tới 20 năm, không thấy hắn, loại kia nhớ nhung tâm tình, lại cũng khó mà trưởng khống. Son Gohan trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo lãnh đạm lục sắc quang mang, bao trùm tại Chi Chi trên người. Chi Chi ngậm kích động nước mắt, chạy về phía Son Goku. Tựa hồ là phải đem cái này 20 năm lòng chua xót thông qua ôm một cái, đều phát tiết đi ra. Mà Son Gohan cùng sau lưng Bulma Piccolo đám người, chính là bị lãnh đạm năng lượng màu xanh lục bình chướng bao ở trong đó. Chiếu nghiêng xuống màu đỏ nhạt chùm tia sáng, hung hãn bắn vào bình chướng trên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Son Gohan chân mày thật sâu nhíu lại. Hơn 100 người năng lượng bình chướng, tiêu hao thật sự là quá mức to lớn. Cho dù là chính mình, sợ là cũng không có cách nào chống đỡ quá lâu. Từ chính mình biến thân Super Saiyan 4 sau đó, tựa hồ cần năng lượng, quá mức kinh khủng, thường xuyên sẽ xuất hiện năng lượng gần như trạng thái khô kiệt. Xem ra Namek tinh thần long lực lượng, dù sao cũng có hạn, chính mình đạt tới quá cảnh giới cao, liền sẽ không lại là tuyệt đối vô hạn năng lượng. Ba ba, Vegeta, Trăng, ta cần các ngươi phải lực lượng. Son Gohan trầm giọng hướng về phía năm người nói một câu. Lấy chính mình hiện tại lực lượng, quả thật còn không có cách nào đi tiêu diệt hóa thân vũ trụ Zamasu. Bất quá, nếu như tụ tập 6 cái Saiyan lực lượng, biến thân thành là chân chính lĩnh ngộ pháp là Super Saiyan God, như vậy, mình tuyệt đối có năng lực hoàn toàn đem Zamasu từ cái thế giới này lau đi. Ngoặc kép chấm, mượn giúp bọn ta lực lượng. Nghe Son Gohan nói, mấy người đều là một mộng. Bọn họ quả thật thực lực không tệ, nhưng là ngay cả Son Gohan đều không có cách nào, chẳng lẽ cộng thêm bọn họ lực lượng là có thể đánh bại Zamasu. Bất quá, giờ phút này tình hình, không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì mỗi một lần kia năng lượng màu đỏ sẫm chùm tia sáng đập tại năng lượng bình chướng trên, mấy người bọn họ khí liền sau đó hàng mấy phần. Tiếp tục như vậy, năng lượng bình chướng chống đỡ không bao lâu. Siêu. Mấy người đang năng lượng bình chướng bọc bên dưới, bay về phía Son Gohan bên này. Gohan, chúng ta cần phải làm sao? Son Goku sắc mặt nặng nề nhìn Son Gohan, hỏi. Biến thành các ngươi trạng thái mạnh nhất, tay trong tay làm thành một vòng, đem bọn ngươi năng lượng, chút xuống đến trong cơ thể ta. Son Gohan liếc một cái năm người, nghiêm túc nói. Ân, năm người gật đầu một cái, ở thời điểm này, bọn họ chỗ có hy vọng. Chỉ có thể đánh cược tại Son Gohan trên người. Vâng, hắn, liền là tất cả người hy vọng. Năm người chiếu Son Gohan ý tứ, tay trong tay, làm thành một vòng. Sau đó, Vegeta cùng Son Goku một tay, dán vào Son Gohan sau lưng. Xoát, liền trong khoảnh khắc đó, trong 6 người nơi, bắn ra một đạo chói mắt ánh sáng màu lam. Làm cho tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Hào quang màu xanh lam kia. Vào giờ khắc này, trực tiếp biến thành một cái năng lượng kinh khủng chùm tia sáng. Càng ngày càng thô, cuối cùng, nổ bắn ra lên. Năng lượng màu xanh lam chùm tia sáng, trực tiếp là xuyên thấu Zamasu biến thành vũ trụ. Một vệt ánh mặt trời, từ kia đâm thủng trong lỗ, chiếu vào. Ngay sau đó, kia to lớn trong lỗ, phong vân dũng động, tứ quý thay nhau. Toàn bộ địa cầu kịch liệt đung đưa sau đó, Son Gohan Super Saiyan 4 thân thể. Tràn ngập một tầng màu đỏ thấm hào quang. PS, các anh, thật là các loại cầu, tự động đặt, cất giữ, phiếu hàng tháng. Hoa hoa, ra ra tôm quỳ tạ ơn.